Tin hiền chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhé. Tiếp tục với chương trình video thì em lên nhanh bác một số cái mã hàng mới bên em hàng vừa về xong này, và một số cái mã hàng bên em sẽ giảm giá xả kho bán nhanh trong video ngày hôm nay. Để các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ cho em là các bác mua hàng hóa đơn cứ từ 200 trở lên là bên em sẽ miễn phí ship cho bác rồi, giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán nhá. Đấy, em sẽ đi nhanh vào một số mã hàng đầu tiên, một số mã hàng mới cũng như một số mã hàng giảm giá nhé, quay nhanh nhé luôn để các bác cùng đón xem hết video. Mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác, đó là cái cây kìm kẹp hàn này. Đấy, lâu lắm thì nó mới lại có hàng trở lại nhá. Đó, cây kìm kẹp hàn 800 ma nhá, để về cho bác chuyên cho bác sợ hàn này, rồi các bác sử dụng gia đình cũng quá ok luôn nhá. Đấy, một con tay kìm kẹp que hàn đấy. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái kìm kẹp que hàn đấy, để chuyên cho bác chuyên các bác dùng để hàn xì. Đấy, đi về các bác chỉ việc lắp dây vào, đây nó có đi ốc cả ốc đi kèm này, về các bác tháo cái chuôi ra. Đấy, tháo mấy con vít này ra, tháo chuôi ra đấu lắp dây vào cho em là xài thôi. Đấy, con này chân khâu đồng này rất dày rất to luôn nhá. Đấy, tiếp điểm tốt. Đó, không lo mua ve các thứ ra, và cái phần ngạp này của nó, cái lò xo nó đẩy rất là căng. Đấy, bóp cũng rất là chắc tay nhá. Đấy, và thiết kế chất liệu toàn bộ bằng nhựa chống cháy, chống cao cấp này. Đấy, phần này phần nhựa chống cháy luôn này, cứng như kiểu là dạng sắt luôn này. Đấy, rất bền, cầm rất chắc tay chắc chắn luôn. Đó, con này rơi khoảng tầm hơn 20 cm, nó khá là to dài chắc tay thôi nhá. Đấy, để chuyên các bác hàn nhiều các thứ rồi thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái kìm kẹp que hàn nhá. Đấy, kìm kẹp que hàn 800 ma. Đó, kìm kẹp que hàn 800 ma, con này em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá sẽ là 100k một đôi cây kìm kẹp que hàn nha, kìm kẹp que hàn để chuyên cho bác hàn xì nhá. Đấy, các bác hàn xì thợ cơ khí là hoặc là dùng gia đình là dùng con này cũng thoải mái luôn rồi. Đấy, 800 ma nhá, kìm kẹp que hàn nhá, 100.000 một cây này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái bộ vít V6 này. Đấy, một bộ vít này sẽ gồm có 6 cây nhá, để về chuyên cho bác sửa chữa điện tử, điện thoại này, máy ảnh, những cái thiết bị nhỏ nhỏ này, các bác dùng cái cây này rất là hay. Đấy, nó sẽ gồm có 6 cây, cả chân dẹt và cả cái chân ba ke. Đấy, đây, đầu cộng đầu trừ có đủ cả luôn này. Đấy, và quan trọng là cái đầu này nó có thiết kế cái kiểu dạng đầu xoáy nhanh này. Đấy, đầu xoáy nhanh để các bác xoáy nhá, các bác xoáy những cái đồ đồng hồ này, rồi là điện thoại, máy ảnh, những cái đồ nhỏ nhỏ là cần những cái con vít nhỏ đấy, các bác xoáy, các bác mua cái bộ này cho em rất hợp lý luôn, mà giá nó cũng rất bình dân thôi, chỉ có 30.000 một cái bộ thôi nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em cái bộ vít V6 nhá, bộ vít 6 cây đấy, V6 đấy, V6 này, bộ vít V6 gồm có 6 cây vít, giá của nó sẽ là đi 30.000 thôi, chỉ có 30.000 em bán giá xả kho, bán giá thanh lý cho bác luôn. Đó, bộ vít V6 nhá, bao gồm là 6 cây vít và đựng trong một chiếc hộp rất là nhỏ đẹp nha. Đó, ok, 30.000 một bộ nhá, 30k một cái bộ vít V6 nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên xả kho cái mã luôn. Đó là cái hộp ô tô đồ chơi cho trẻ em này, em báo giá luôn nhá. Cái hộp này thì hôm nay em cũng xả kho cái mã luôn, bữa trước đang bán là 150.000 hộp này, hôm nay em xả bác thanh lý giá gốc luôn, giá chỉ còn có 80.000 thôi, 80k. Cứ lên mã thì em sẽ cái hộp ô tô đồ chơi, một hộp này là 30 xe ô tô, có các mẫu khác nhau nhá, rất là đẹp luôn. Các bác mua về cho các bé nhà mình sử dụng chơi này. Đấy, rồi là đấy, đây. Đấy, 30 xe, rất nhiều xe luôn nha, đem đổ cho bác coi này. Đấy, thoải mái cho các bé này mình chơi luôn. Nó là dạng xe thân nhôm luôn nhá, rất là chắc chắn và có cửa cốt luôn này. Đấy, có cửa cốt luôn. Đấy, các bác kéo về sau này. Đấy, thả cái là xe nó chạy luôn nhá. Đấy, có cửa cốt kiếc rất là ngon lành, ok. Thân nhôm rất chắc chắn, đẹp, ok luôn. Đấy, một hộp này là 30 xe, đấy, đựng trong chiếc hộp này. Khi nào mà các bé này mình chơi xong lại cho vào trong hộp, quá ok luôn. Đấy, một hộp này là 80.000 nhá, 80.000, bữa trước đang bán là 150.000 này, hôm nay em xả kho cái mã luôn. Đấy, hộp ô tô đồ chơi nhá, 80.000 một hộp này, 30 xe, thoải mái chơi. Đấy, về mấy cháu chơi chung với nhau luôn. Đấy, đua xe chiếc, các mẫu xe lẫn lộn luôn nhá, rất đẹp, rất chắc chắn, chơi thoải mái luôn, 80.000 một hộp này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái mã, đó là cái khăn lau tay treo tường này. Đấy, về các bác treo lên tường, treo lên cái khu vực căn bếp nhà mình. Đấy, rồi là những cái chỗ mà mình rửa bát rửa đĩa xong, đấy mình cần một chiếc khăn để mình lau tay luôn cho nó khô ráo sạch sẽ, thì các bác mua cho mấy khăn này về. Đây, nó có cả cái móc đeo này, rất là tiện luôn nhá. Khăn thì bằng bông vải bông cực kỳ thấm hút nước nhá, và cái này thì mình có thể tái sử dụng nhiều lần, khi mà nó bẩn thì mình có thể là mang ra mình giặt qua cái mình phơi khô, mình lại mang và mình xài lại được nhiều lần lắm nhá. Đấy, rất là tiết kiệm mà nó sạch sẽ, yên tâm.
Đấy, về các bác chỉ việc treo lên các bác xài thôi. Đấy, mình cứ treo lên cái móc dán ở trên nhà mình ấy, treo lên. Đấy, treo mỗi chỗ mấy cái. Đấy, lúc cần cái là mình có cái mình lau tay luôn. Hoặc là ví dụ lắm lúc mà đang làm bếp muốn nghe điện thoại các thứ giờ mình cứ phải chạy đi lấy những cái khăn khiếc lau rất là mất công. Thì đây, các bác mua cái này về các bác treo lên cho em. Rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, rất tiện dụng trong con bếp nhà mình. Lau tay, lau tiếc, lau bát, lau đĩa cũng ok luôn. Bằng chất liệu bông rất thấm hút nước, tốt và sạch sẽ nhá. À, lên mã giúp cho em sẽ là cái khăn lau tay treo tường. Bên em sẽ bán nó combo là 3 cái một nha. Đấy, 3 cái khăn lau tay treo tường này. Giá của nó sẽ là 20.000 thôi. Đấy, giá rất là rẻ bình dân. Đó. À, lên mã thì em sẽ là combo 3 cái khăn lau tay. Đấy, 3 cái khăn lau tay treo tường này. Treo tường, giá của nó sẽ là 20.000 thôi. Đấy, 20k cho 3 cái nha. 20k 3 cái. Đấy. Bữa trước đang bán lẻ là 15.000 một cái, hôm nay em xả kho cái mã luôn. Giá sẽ là 20.000 3 cái nha. Đấy, combo khăn lau tay treo tường 3 cái, 20.000 cho 3 cái nhá. Giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Đó, hàng rất chất lượng. Chắc chắn có cả móc đeo đầy đủ luôn nhá. À, chai xịt RB7 thì bên em lại tiếp tục có hàng trở lại nhá. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi thì hôm nay lại có hàng trở lại này. Lên mã em sẽ là cái chai xịt RB7 nhá. Hàng bên em bán thì cái dòng RB7 này thì rất nhiều mã hàng giả hàng nhái. Các bác mua phải rất là nhiều rồi. Đấy, nhưng bên shop Tiến Hiền bên em thì cam kết với các bác là hàng chuẩn chính hãng 100%. Đấy, về mà các bác cứ dùng không được thì các bác cho các bác trả lại bên em, cho bác trả lại các bác em nhé, em trả lại tiền cho bác luôn. Đấy, hàng cam kết chuẩn chính hãng 100% nhá. Đấy, bao dùng bao xài luôn. Nên là các bác mua dùng cẩn thận nhá. Đấy, các bác mua cẩn thận tránh phải hàng giả hàng nhái, còn hàng bên em là cam kết chuẩn chính hãng 100%. Đây các bác nhìn cái tem mác nó này. Đấy, nhìn nó rất là thật, nó rất là chuẩn, cũng như những cái dòng nhái ấy. Nhìn cái tem bên ngoài nhìn nó fake lắm, nhìn nó kiểu nó ảo ảo lắm, nhìn nó mờ mờ, nó không sắc sắc nét này đâu. Đây các bác nhìn này. Đấy, hộp nó lên lên các thứ rất là sắc nét luôn. Đấy, hàng chuẩn chính hãng nó vẫn được khác các bạn. Đó thì cái này thì chắc là nhiều bác biết rồi, còn nhiều bác chưa biết thì cái dòng này nó là dòng chất bôi trơn đa dụng này. Về để các bác bôi vào những cái con ốc vít nó bị gì xét, các bác muốn xoáy ra này rồi, ví dụ như là cửa kia các thứ nó bị kéo cả kéo kẹt này, các bác bơm vào để nó bôi trơn cho nó mượt mà động cơ nữa, rất ok, nó rất là hữu dụng luôn nhá, rất là tiện. Đấy, nói chung là dùng gia đình hoặc thợ thuyền. Đấy, gia đình nên có mỗi nhà một chai, lắm lúc mà mình xài mình rất là tiện luôn. Đấy, ví dụ cái nào kéo cả kéo kẹt nó không trơn tru, mình ra mình lôi vào mình xịt cho em phát là ok ngay, trơn tru ngon lành luôn. Đấy, thì các bác lên mã em sẽ là chai xịt RB7 nhá. Chai to thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 50.000. Đấy, chai nhỏ sẽ là 35.000. Đó thì các bác lấy chai nào có báo nha. Chai to 50, chai nhỏ 35. Chai to này của nó thì dung tích của nó sẽ là 493ml này. Đấy, 493ml. Còn cái chai nhỏ này của nó sẽ là dung tích sẽ là đi 247ml. Đấy, 247ml. Đấy, tùy nhu cầu nhá. Nhỏ này là 35.000 này, còn to này thì là 50.000 này. Đấy, đấy là cái chai xịt RB7. Sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái bơm 2T. Hôm nay em cũng xả kho cái mã hàng này luôn. Đó, lên mã cho em sẽ là cái cây bơm 2T nhá. Hôm nay xả luôn cái mã này. Cái mã này bữa trước đang bán cho bác là hơn 200 đấy. Hôm nay em về cho bác mức giá này là rất là dễ mua luôn. Giá này gần như là giá tốt nhất thị trường luôn rồi. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây bơm 2T của Stanley nhá. Stanley Made in Japan. Rất xịn xò, ok luôn. Cây này thì bữa trước đang bán bác là 280.000, hôm nay về bác mức giá rẻ giật mình luôn. Giá chỉ còn đang giảm giá, chỉ còn giá là 180.000 cho một chiếc bơm 2T này. Đấy, 180.000 một chiếc bơm 2T nhá. Giá rất là rẻ. Đấy, bơm này ai mua được, gia đình nào cũng cần cả con. Đấy, các bác bơm xe đạp, bơm xe máy, bơm ô tô con cũng thoải mái luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Stanley này, Made in Japan này. Đấy, con này thì nó là dòng bơm 2T nhá, 2 xi lanh, nên là khi mà các bác bơm, bơm rất khỏe, vào rất nhanh, hơi rất khỏe luôn. Đấy, 2 xi lanh nhá. À, phần thân bơm thứ này toàn bộ là bằng thép, đó, sơn tĩnh điện rất chắc chắn, có phần đế bơm thứ đầy đủ luôn. Đó, rồi là đồng hồ đo áp suất nhá. Rồi là dây bơm thì dây bơm chống gập, chống gãy. Đây các bác có thể nhìn em bóp này. Đấy, các bác bóp gập cho em thoải mái này. Đấy, các bác thả tay ra cái nó lại về bình thường, nó rất là đàn hồi, rất là bền luôn. Phần đầu bơm đây. Đấy, phần đầu bơm nhá, rất ok, xịn sò chắc chắn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra bơm test thử cho em thoải mái. Con này thì các bác có thể là bơm bằng tay đó, các bác có thể bơm bằng tay. Ngoài ra thì mình có thể là dùng chân, các bác dặn được, các bác có thể dùng chân các bác dặn. Đấy, dùng chân thì nó nhẹ nhàng hơn, còn nếu mà mình lau chân thì mình có thể dùng tay mình dặn. Đấy, rất là tiện nhá, chỉ việc cắm là các bác bơm thôi, lượng hơi ra cực kỳ khỏe. Đây em ép hơi cho bác coi này. Đấy, ép hơi này. Đấy, các bác bịt cho em cái lỗ này vào này.
ấy khỏe lắm, nặng dã man luôn đó. Khi mà các bác ép hơi vào con này ép hơi căng đét luôn đó. Rồi thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái bơm 2T nhá. À đây, cái con này khi mà dùng xong thì mình có thể gập gọn vào đó, gập gọn vào này, cài cái này vào thế là nó sẽ khóa vào luôn. Và các bác có thể vứt trong cốp xe này, rồi để trong cốp ô tô thứ này. Đấy, rồi là có thể mang đi mang lại rất là tiện nhá. Rồi là sử dụng gia đình mình bánh xe các thứ hết thôi, xe đạp xe máy ô tô thứ thoải mái cho em luôn. Đấy, bơm vào là phê thôi là đi thôi đó. Thì con này đang được giảm giá xả kho nhá, 180.000 cho một chiếc bơm 2T như này. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là bơm 2T đó, đang xả kho giảm giá, giá rẻ, giá tốt nhất thị trường luôn, 180.000. các bác nhanh tay vào việc chốt đơn luôn giúp em nhá, 180.000 một con bơm nha, bơm 2T nhá, bơm 2 xi lanh. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái lọ xay tiêu này. Các bác lên mã cho em sẽ cái lọ xay tiêu nhá, xay hạt, xay tiêu thứ rồi. Các bác về cho tiêu vào đây cho em. Đó, sau đó các bác xay thôi. Con này thì hướng dẫn các bác xài luôn nhá. Đó, à trước khi hướng dẫn thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã cho em sẽ cái lọ xay tiêu. Lọ xay tiêu này bên em đang giảm giá xả kho, giá chỉ còn có là đi 40.000 thôi. 40.000 cho một cái lọ xay tiêu nha. 40.000 một lọ xay tiêu nhá. Giá rẻ giật mình luôn. Hướng dẫn các bác xài luôn nhé. Phần dưới này của nó là thủy tinh này, phần trên này của nó là inox này. Thì về các bác mở che mắt nắp ra, đó, lột kim lông ra này. Sau đó là các bác cho tiêu vào đây. Đấy, các bác cho tiêu vào đây cho em nhé, cho tiêu vào đây cho em. Sau đó các bác lại xoáy cho em lại cái nắp này vào, xoáy cái nắp này vào. Đấy. Cái này em hướng dẫn quay các bác dùng luôn nhé, không nhiều khi các bác là nhiều bác đến là không biết dùng nhiều. Đấy, hướng dẫn các bác này, các bác chú ý cái đoạn này nhá. Đấy, các bác mở che mắt nắp này ra, mở cái nắp này ra. Một tay các bác cầm vào đây. Một tay các bác cầm vào cái phần chóp của nó này, cái phần đỉnh chóp này. Một tay các bác cầm vào cái phần thủy tinh này. Đấy, và các bác cứ thế các bác quay. Đấy, thì khi mà các bác dốc ngược lên, cái phần tiêu nó sẽ lăn xuống dưới này và nó lăn vào cái phần cối xay này. Và cứ thế là tiêu nó vỡ ra thôi, tiêu nó vụn ra, nó vỡ ra và nó sẽ rơi ra. Có thế đâu các bác nhá. Đấy, và khi nào mà mình xay xong thì mình lấy cái nắp này mình đậy vào. Và một cái mẹo nhỏ là khi mà các bác xài, các bác cho tiêu vào đây rồi, các bác muốn bảo quản nó được lâu thì các bác bỏ cho em cái lọ này vào trong tủ lạnh, lúc nào mà dùng thì các bác lôi ra. Đấy, lúc nào mà không dùng nữa các bác cứ cho vào trong tủ lạnh, tiêu nó giữ cái hương vị rất là tốt và thứ hai nó không bị mốc tiêu nhá. Đó, rất ok. Rồi lọ xay tiêu bên em đang gửi bác là 40.000 nữa nhá, 40.000 một lọ xay tiêu này. Đấy, chất liệu bên dưới là thủy tinh, bên trên này là inox, rất bền bỉ, đẹp chắc chắn. Đấy, về mình xay tiêu xay hạt rất tiện dụng luôn. Đó, 40k một hạt, một cái. Nó xay tiêu này thì mình cứ ăn ở đâu mình xay đấy thì rất là thơm. Đôi khi các bác cứ xay trước ấy, để nó lâu nó mất mùi thơm, nhưng mà mình cứ ăn đâu mình xay đấy nó rất là mùi thơm, nó giữ rất là lâu quá mà ăn nó ngon quá. Đó, xay tiêu nhá, 40.000 một cái lọ xay tiêu nha. Tiếp theo thì lên với bác đó là cái mã hàng kính bơi này. Đấy, kính bơi về cho các bác hay đi bơi này, hay đi tắm biển này, đi bơi sông bơi suối này. Đấy, các bác cần một chiếc kính để các bác bảo vệ cái đôi mắt của mình đấy, không bị nước vào này. Rồi ví dụ các bác muốn nhìn ở dưới nước này thì các bác đeo cái kính này vào cho em. Đấy, nó có cả những cái bịt lỗ tai rồi bịt mũi thứ cả dây đeo đằng sau luôn nhá. Đấy, thì một chiếc kính bơi này bên em đang gửi bác, giá của nó thì cũng rất là hạt rẻ bình dân thôi, 20.000 có nhá, 20.000. lên mã cho em sẽ là sản phẩm là kính bơi nhá, kính bơi 20k cho một chiếc kính bơi nha. Đấy, chỉ có 20.000 thôi, giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy, người lớn trẻ em đều đeo được hết luôn nhá. Đấy, nó có cái dây chun đằng sau có thể điều chỉnh theo cái cỡ khuôn mặt, cái cỡ đầu của bác để các bác đeo cho nó vừa thì thôi nhá. Đó, 20.000 một chiếc kính bơi nha. Hàng vẫn còn mới nguyên trong vỉ luôn, 20k một cái. Sản phẩm pin 9V thì cũng nhiều bác hỏi này, thì bên em vẫn có hàng để phục vụ bác nhá. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ cái sản phẩm là cái viên pin 9V. Đấy, pin 9V này. Đó, rất xịn sò. Đấy, nhiều bác cũng hỏi cái này và cái pin này cũng lắp được rất nhiều thiết bị khác nhau này. Mic miếc các thứ này, rồi là nhiều những cái thiết bị nó dùng cái con pin này rất là hay luôn. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là sản phẩm là pin 9V. Bên em đang bán một quả như này sẽ là 10.000 nhá, 10.000. Đây, lên mã cho em sẽ là pin 9V. Đó, pin 9V này. Pin 9V. Đấy, một quả sẽ là đi 10k nhá, 10k một cái viên pin 9V. Đấy, một quả là 10.000. Đó, về các bác sử dụng lắp đặt. Đấy, công suất sẽ là 9V nhá, đấy, 9V. 10.000 một quả đó nhá, 10.000 một quả pin 9V. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn với bác đó là cái bộ mic không dây. Cái bộ này thì em cũng quay khá là nhiều thì thôi hôm nay em quay nhanh bác luôn. Lên mã em sẽ cái bộ mic không dây nhá. Đấy, bộ này thì giá của nó sẽ là 550.000 một bộ và bao ship cho bác tận nhà luôn. Cứ lên mã em sẽ là cái bộ mic này, bộ mic không dây. Đấy, mic không dây hai cái nhá. 550k và bao ship tận nhà bác luôn. Đó, bao ship ưu đãi, bao ship bác luôn. Mic không dây. Đấy, bộ sản phẩm sẽ gồm có là hộp này,
đi kèm là hai mic nhá, hai mic. Hàng này đi của thương hiệu Shure, made in USA. Đấy, đây là một con mic này. Tiếp theo nữa là một con nữa này. Đấy, hai con này, hai con mic này, hai mic cầm tay không cần dây nhá. Đấy, không cần dây. Đó thì cái này hướng dẫn các bác xài luôn nha, về các bác tháo cho em cái nắp đuôi ra. Đó. Các bác lắp pin vào đây, đi kèm này nó sẽ có pin luôn. Đấy, pin này nó sử dụng cái pin này là pin 18650 nhá. Cái pin này là khi mà hết điện thì các bác có thể sạc đại và các bác dùng được nhiều lần. Bình thường là các bác mua những con mic không dây ấy là cái pin của nó chỉ có dùng cái pin con thỏ ấy, các bác dùng xong là các bác bỏ đi luôn. Nhưng con pin này rất hay là các bác lắp vào cho em và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Đó, rất là thông minh, là nó có cả cái lỗ cắm sạc này. Các bác không cần phải tháo pin ra cả, chỉ việc lắp pin vào sau đó hết pin thì mình mang là mình cắm sạc thôi. Thì đi kèm này sẽ có cả cái dòng cọng dây cáp sạc này, thì về các bác cắm vào cái củ nguồn, cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy, các bác cắm chung với cục sạc điện thoại là các bác cắm vào đây. Đấy, và các bác sạc cho cái con mic này, có thế thôi. Đấy thì đi kèm sẽ có hai mic này. Một đi kèm cả pin cho hai mic luôn. Đấy, pin là pin sạc nhá. Pin 18650 nhá. Đấy. Rồi là một cái thiết bị để các bác kết nối không dây này. Đấy, vì nó là mic không dây nên nó phải có một cái thiết bị kết nối, đó là cái cục kết nối như này, cũng anten kết nối này. Thì cái cục anten này các bác cắm trực tiếp vào cái bộ dàn cái âm ly nhà các bác thôi. Đấy, và các bác bật on off lên cho em. Đấy, ở đây nó có nút on off bật lên này. Và một cái cổng sạc nữa luôn. Cái này nó cũng dùng pin luôn nhá. Cái con này nó cũng dùng pin luôn. Đấy, dùng pin luôn thì về các bác cũng lấy pin ở trong này luôn. Đấy, bên em có gửi kèm cả pin luôn. Các bác lắp vào. Đấy, và đấy nó sẽ có báo đèn luôn này. Các bác cắm vào âm ly và tự động nó sẽ kết nối với nhau luôn. Và ở đây nó sẽ có cái cổng sạc. Đấy, bình thường là những cái dòng kia là các bác dùng pin là chỉ dùng được một lần thôi, là các bác phải bỏ pin, các bác thay pin khác. Nhưng pin bây giờ là nó dùng cái pin này rồi, cái pin tối ưu rồi. Cái pin này là các bác có thể sạc được nhiều lần. Đấy, và đây, ở đây nó có cả lỗ sạc luôn này. Nghĩa là ba cái này nó đều có lỗ sạc luôn. Dùng hết pin thì mang ra sạc có thế thôi, không cần phải thay tháo hay gì lằng nhằng cả. Chỉ việc là mang ra sạc, sạc đầy pin lại mang vào dùng có thế thôi. Nó như điện thoại các bạn. Đấy thì chọn một cái bộ này là 550.000. Và cái bộ này bên em bán khá là nhiều rồi, các bác cũng rất nhiều bác khen. Đấy, bảo bộ này hát cũng khá là hay. Đấy, rồi là chất âm tốt, bắt bắt khỏe. Đấy, sóng khỏe bắt tốt nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bộ mic không dây, hai mic này. Đấy, hai mic và cả một cục thu này nữa là 550.000, và bao gồm là kèm đầy đủ cả pin phụ kiện đầy đủ đi kèm cho bác luôn rồi. Là một bộ, chọn bộ này là 550.000 một bộ các bác nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Shure, made in USA. Đấy, thấy không? Đó. Một cái sản phẩm đời mới, sản phẩm thông minh, toàn những cái dòng sản phẩm tối ưu cho bác thôi. Đấy, nó dùng rất là dễ dùng nhá. 550.000 một bộ nhá, mic không dây. Sản phẩm tiếp theo thì lên cho bác đó là cái dụng cụ cho bác sử dụng gia đình này, rồi là thợ thuyền cũng ok luôn. Đó là cái bộ dụng cụ 11 món nhá, bộ dụng cụ 11 món, rất là nhiều thứ luôn. Đó thì cái bộ này nó là gồm những cái thiết bị cơ bản để các bác xài sử dụng gia đình này, sửa chữa điện đóm này, đồ dùng đồ gia đình nhà mình này. Đấy, dùng có búa này, mỏ lết này, rồi là kìm này. Đấy, thước đo, dao giấy, bút điện này, rồi là băng keo điện này, lục giác này, rồi là tô vít các kiểu các loại luôn. Đấy, và đi kèm cả một cái hộp nhựa nữa, về các bác xài sử dụng gia đình là cũng ok. Đấy, nói chung là so với mức giá là 100.000 bên em đang bán cho các bác bộ này thì giá nó quá bình dân luôn, mà dùng cũng khá là tiện. Đôi khi là lắm lúc là mình cần ấy, có là mình có cái là mình xài luôn. Đấy, bình thường là các bác không có là phải đi mượn mõ thứ rất là mất công phiền. Đấy, nhưng đây là có cái là mua cái bộ này về là cứ vứt đấy. Đấy, đôi khi lúc lắm lúc mình cần ấy, có cái là dùng luôn. Thực ra cũng không phải là lúc nào cũng dùng được ạ. Đấy, lắm lúc là mình cần sửa hay là lúc đấy mới là cần. Đấy thì có cái bộ này chống cháy cũng khá là ok. Đấy thì các bác lên mã giúp em xem cái bộ vít cái bộ dụng cụ, hộp dụng cụ 11 món này. Đấy. Bộ V11 đi. Dụng cụ 11 món nhá. Giá của nó thì 100.000 bộ thôi. Đấy, chỉ có 100.000 bộ này. Đấy, hàng cũng mới keng luôn nhá. 100k. Đấy, hàng bãi xịn sò ok. Đựng trong chiếc hộp này. Đấy, dùng xong rồi các bác cứ cho vào hộp trước này, các bác cất đi. Gọn gàng ok, không lo vấn đề cả, hoặc có thể xách mang đi mang lại ok luôn. Bộ vít bộ dụng cụ 11 món nhá. 100.000 một bộ này các bác nhá. Tiếp theo thì lên cho bác đó là cái đồng hồ kèm dòng. Đấy, chuyên cho bác nào mà làm thợ thuyền này. Đấy, dùng con này cũng ok luôn. Đấy, nó là mã đồng hồ kẹp dòng. Con này của thương hiệu Niti này. Đấy, Niti, một trong thương hiệu cũng khá là nổi tiếng, chuyên về những cái đồ kẹp dòng này. Đấy, con này ngoài kẹp dòng thì mình có thể đo dòng, đo điện, rồi là đo vôn, đo kế, đo ampere, đo thông mạch các thứ, đo cả nhiệt độ luôn nhá. Đấy, con này có cả đo nhiệt độ luôn này.
Sản phẩm thì sẽ gồm có là một thân đồng hồ này. Đây các bác đợi chút để em bóc cho bác coi. Đấy, một thân đồng hồ, đây là cái kim kẹo nó này. Đấy, một thân đồng hồ. Trên này thì sẽ có các chế độ khác nhau. Độ C này, hẹc này, đo ôm miếc các thứ này. Đấy, cái này thì A này, NCV này, on off. Đấy, cái này thì về thì các bác nào thợ thuyền các bác chuyên hơn, chứ còn cái này thì thực ra cũng không phải thợ nên cũng không chuyên lắm. Đó, hai cái cổng cắm kết nối dây vào là các bác xài thôi. Đó, đây là cái phần kẹp kìm nhá. Ở đây thì sẽ có là một cái que để các bác về đo nhiệt độ này. Đấy, về các bác đo nhiệt độ, các bác cắm ở đây các bác kẹp để các bác đo nhiệt độ này. Rồi là một cái que này các bác đo điện thứ này. Đấy, cái này cái kim châm này và đi kèm cả pin luôn. Đấy, có cả pin thì về các bác tháo nắp vít ra, các bác lắp pin vào là xài luôn nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ cái mã đồng hồ kẹp dòng. Cái mã này thì cũng là hàng quốc dân thôi, khá là nổi tiếng mà nhiều người dùng, mà sản phẩm dùng nó bền, nó chắc chắn mà. Đấy, mà đo chính xác nhá. Đấy, của NGTI này thì cái thương hiệu này thì cực kỳ nổi tiếng rồi, nên các bác yên tâm đi. Đó thì các bác lên mã cho em sẽ là cái đồng hồ kẹp dòng nhá. Đấy, đồng hồ kẹp dòng, cái đồng hồ đo điện kẹp dòng này, giá của nó thì sẽ là đi 230.000 nhá, 230k một chiếc, và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, đồng hồ kẹp dòng 230.000 một chiếc đồng hồ này. Đấy, bao ship cho bác tận nhà, giá quá tốt và hợp lý luôn. Đấy, cái cây kéo cắt gà của Đức nhá, lên mã cái cây kéo cắt gà của Đức này. Cây này thì các bác cắt về, cắt gà vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả, xài nhà bếp cho em cũng rất ok luôn. Đây, hàng logo thương hiệu Willing này. Đấy, made in Germany nhá, bên Germany. Có phần khóa hãm này. Con này nó có cả cái lò xo trợ lực nhá. Đấy, các bác chỉ việc bóp vào thôi, còn mở ra là tự động nó sẽ đẩy ra luôn. Rất ok. Đấy. Thép EK5 nhá, không gì. Con này ngoài chức năng cắt thì nó còn có cả chức năng đánh vảy cá này. Đấy, có phần răng cưa để các bác dùng để các bác đánh vảy cá nhá. Đấy, cắt gà vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả, cắt nhà bếp cho em là rất ok luôn. Giá hiện tại em đang bán một cái cây kéo cắt gà của Đức này chỉ có là đi 90k thôi. 90k nhá. Lên mã sẽ cái cây kéo gà Đức đang gửi bác là kéo gà Đức này đang bán là 90.000 một cây. Đấy, 90.000 một cây. Nói chung là giá nó bình dân mà sản phẩm dùng ok lắm. Dùng nó chất lượng. Đấy, gà vịt thịt xương các bác nghe tiếng kéo là thấy thích rồi. Đấy, cắt rất chắc chắn, cầm rất là đầm tay luôn. 90k một cây nhá, kéo cắt gà của Đức nhá. Lên nhanh cho bác một số cái mã dao nhà bếp này. Đấy. Lên luôn cho bác cái con dao, con này con dao gọt hoa quả này, con dao gọt hoa quả nhá. Con này hiện tại bên em cũng đang xả kho. Chỉ còn có 30.000 một cây thôi, 30k các bác nhá, 30k. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái cây dao gọt hoa quả nhá. Dao này, dao gọt hoa quả này nhỏ nhỏ nhưng mà bao sắc bác luôn. Về các bác chuyên dùng để gọt hoa quả nhá. 30k. Đấy, 30k, cứ lên mã em sẽ là con dao gọt hoa quả. Con này của thương hiệu Asaka Japan. Đấy, Asaka Japan, dòng thép EK5 không gì nhá, cực kỳ sắc bén luôn. Đây. Lấy bác con một con. Dòng này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi. Đấy không? Đường giấy đi mịn mịn này. Đấy, đường giấy đi mịn mịn. Bao sắc các bác luôn nhá. Đấy, các bác mua về gọt hoa quả rất là tiện lợi luôn. Nó nhỏ nhỏ, nó chỉ còn tầm hơn 20cm một chút thôi. Đấy, tay cầm ốp gỗ nhá, 3 đinh tán này. Hàng sẽ là hàng liền thân. Đấy, về xài cho em con này là chuyên để các bác gọt hoa quả rồi. Những làm những cái việc nhỏ nhỏ vặt vặt là rất là hợp lý này. Đấy, nó chỉ có 30.000 thôi nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái cây dao gọt hoa quả của Asaka Japan. Đấy, 30.000 một cái cây dao gọt hoa quả này. Đấy. Ngoài ra thì bên em có cái dòng cây dao thái này, cây này sẽ to một chút nhá. Đấy, con này nó cũng cùng hãng với con kia. Đấy, cũng của Asaka Japan. Con này thì nó là cây dao thái, con này thì chuyên lọc và thái nhá. Chuyên lọc thái nhá, chuyên lọc thái. Đấy, cũng cực kỳ sắc bén luôn. Bao dùng bao sắc các bác luôn. Đấy. Chuyên lọc thái này. Đấy, chuyên lọc thái, con này tổng chiều dài lưỡi nó rơi khoảng tầm 20cm. Đấy, tổng chiều dài thì nó rơi khoảng tầm 30cm. Đấy, chuyên để lọc và thái nhá, cũng bao sắc các bác luôn này. Đây nha, test giấy bác coi luôn này, cũng bao sắc luôn nhá, bao sắc luôn này, có nhìn này. Đấy, đường giấy đi mịn mịn nhá, quá ok luôn. Đấy, bao sắc luôn nhá, cực kỳ chất lượng. Con này thì cũng không gì phải chê về sản phẩm đâu. Đấy, chuyên để các bác thái nhá, chuyên để các bác lọc và thái này. Đấy, từ vào bếp là ok, tết nhất nơi rồi, các bác mua sắm rửa em dao dựa về mình nhá, làm cỗ bàn tết nhất ok luôn. Con này là con dao thái nhá, lên mã em sẽ là con dao thái cán gỗ nhá, dao thái cán gỗ. Đấy, dao thái cán gỗ. Còn cái con nhỏ thì là con dao gọt hoa quả nhá. Còn con này là con thái cán gỗ. Con này hiện tại em đang bán giá thì cũng quá là bình dân luôn. 60.000 nhá, 60.000 thôi. Lên mã em sẽ là dao thái cán gỗ này. Dao thái cán gỗ nhá. Đang gửi bác là 60k cho một cái cây dao thái cán gỗ này, chỉ có 60.000 thôi. Giá rất bình dân mà cũng cực kỳ sắc bén luôn.
Rồi tiếp theo thì nhiều bác cũng hỏi là cái con dao chặt thì đây. Hiện tại em vẫn đang có cái dòng đó là con dao chặt 1 cân nhá, con dao chặt 1 cân, hàng cũng của Nhật này. Đây. Đấy, Murato Made in Japan này. Đấy rất ok. Con này là nặng là 1 ký nhá, nặng là 1 ký. Phần trên này thì nó làm nhám này, làm nhám để chống dính này. Phần dưới thì là trơn bình thường. Đấy. Dòng này thì bản cực kỳ to rồi, các bác mua về chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương. Đấy, đặc biệt là các bác đang cuối năm chuẩn bị thịt lợn thì tiếc nhiều. Đấy, những cái con xương ống là bình thường là các bác dùng những con dao chặt bình thường là không để phang đâu, như con này này. Đấy, các bác ra các bác cứ phang cho em tẹt bô luôn. Đấy, bao xài bao dùng bác luôn. Đấy, phang tẹt bô luôn nhá. Đấy, hàng của nó sẽ là hàng liền thân này. Tay cầm thì có ốp gỗ 3 đinh tán đồng cực kỳ xịn. Đấy, con này các bác phang thì chấm hết luôn. Nó nặng 1 cân nên là cái lực phang nó rất là đầm mà nó rất là đi luôn nhá. Đấy. Con này là nặng 1 cân nhá, nặng 1 cân. Đấy, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là con dao chặt C1 nhá, nặng 1 kg. Đấy, nặng 1 kg, phang bất chấp, phang tất cả các loại luôn. Xương lợn, xương bò, xương voi, xương hổ, xương tê giác, đầy đủ các loại xương và đặc biệt là các loại xương cứng luôn. Giá của nó sẽ là 220.000 một con. Dao chặt C1 nhá, 220k và bên em cũng sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy. Dao chặt C1 nhá, nặng 1 kg nhá, nặng 1 kg. Đấy, nặng đúng 1 kg luôn. Đấy, về các bác cứ cân thử cho em, cực kỳ ngon. Nặng 1 cân luôn nhá. Đấy, cắt chặt cực kỳ đầm tay. Là 220.000 một cây này và bao ship nhá. Đấy, dao chặt C1 nhá, mã của nó sẽ là dao chặt C1. Nói chung con này bán nhiều mà dùng ok mà. Dùng thích mà chất lượng. Đấy. Đây em lên luôn cho bác đó là cái lọ test nước pH này. Đấy, về các bác dùng để test nước nhà mình nhá nhá. Test nước nhà mình rất là nhạy luôn. Đấy, về các bác kiểm tra xem cái máy lọc nước nhà mình là nó còn hoạt động tốt hay không nhá. Hoạt động tốt hay không thì đây em chỉ luôn cho bác. Đi kèm thì bên em sẽ có gửi kèm thêm cho bác là một cái bảng kiểm tra chỉ số là cái nước nó còn sử dụng hay không. Hiện tại nếu mà nước của bác mà nó về cái màu xanh từ 7.6 này cho đến 10 thì là nước vẫn đang sử dụng tốt, vẫn đang cái độ kiềm vẫn có nhá. Còn là nó từ 7.0 hất về đến 3.0 là nước nhà bác đang rất nhiều axit nhá và uống rất là có hại cho sức khỏe. Đấy thì về cái này thì em nói luôn là về để các bác test cho cái máy lọc nước nhà mình nhá các nhá. Chứ còn nhiều bác hỏi là mua về cái này có sửa không, em nói luôn là không sửa đâu nhá. Sửa thì các bác phải gọi thợ và các bác xem các bác có thay thế được những cái lõi lọc nhà mình ấy. Có thể là do nó lâu năm lõi lọc nó hỏng rồi là nó không hoạt. Đây và giờ em sẽ hướng dẫn các bác test đi ạ. Mình sẽ rót một ít nước ở cây đầu của nhà mình ra. Và cho quỷ tím vào, gió vài giọt vào. Thì hiện tại máy này đang ra là màu vàng các bác nhá. Acid 5.5 đi ạ. Thì nước này không thể uống được. Đấy, các bác lên thay lõi lọc định kỳ đi cho em. Tay lõi lọc và RO đấy ạ. Nếu các bác mà cứ để như này để uống ấy thì rất chi là có hại cho sức khỏe. Và giờ em tiếp tục em test một cây nữa, cây lọc RO của nhà bên cạnh hàng xóm nhà em. Đấy, giỏ quỳ tím vào. Đấy, thì hiện tại cây này là đang ra được màu trung tính các bác nhá, thì nước này có thể uống được, không sao. Đấy. Cứ theo bằng màu mà dùng các bác nhá. Đây là nước 7.0 đấy ạ. Giờ em sẽ test thêm một cây nữa cho các bác xem. Thì cây bên cạnh này. Đấy, cũng nhỏ vài giọt quỳ tím vào thôi. Đấy. Thì cây này thì độ kiềm đến tận 8.0 bác nhá. Thì như này là uống rất tốt đây này các bác này. Đấy, các bác là nên nhớ là phải thay lõi lọc định kỳ cho em. Và phải dùng quỳ tím để test nước xem độ pH nhà mình là bao nhiêu. Chứ axit thì không thể uống được các bác nhá. Đấy, bằng màu đây ạ. Và nắp này ra, sau đó các bác giỏ cho em trực tiếp vào con nước. Các bác lấy một ít nước, cái máy nhà mình ấy, lấy cái này các bác giỏ trực tiếp vào. Nếu mà nó ra cái màu gì thì các bác so theo cái bảng bên em sẽ gửi kèm cái phiếu này cho bác này. So cho em nó đang ở màu gì, nếu mà nó từ 7.6 hất về thì là nước hiện tại đang ở độ kiềm, độ khoáng, ok. Sử dụng ngon lành nhá, không có độc tố hay là không có vấn đề gì, sức sử dụng tốt nhá. Còn nếu nó về từ 7.0 hất về đến 3.0 này, nước nó về cái mạn màu xanh rồi là cái màu vàng này thì là nước đang nhiều axit nhá. Nước là sử dụng rất là có hại luôn. Đấy, thì các bác mua cái bộ này về. Thì bên em đang bán một cái bộ lọ test nước pH này, giá nó chỉ có là đi giá nó chỉ có 20.000 thôi. Đấy, nó rất là rẻ, nó bình dân nhá, nó chỉ có 20.000 thôi. Đấy, các bác mua về sử dụng dùng để test lại cái nước nhà mình xem nó còn sử dụng ok không. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái lọ test nước pH nhá. Đấy, test nước pH này. Test nước pH nhá. Giá đang gửi bác là 20k nhá, 20k cho một cái sản phẩm lọ test nước là bao gồm là một cái lọ này và bên em sẽ có gửi kèm đó một cái phiếu thẻ màu nhá. Đấy là 20k. Đấy, giờ em sẽ ghép cho bác một cái video thực tế về cái sản phẩm vào để các bác cùng coi này. Cái sản phẩm tiếp theo thì đây em lên luôn cho bác đó là cái bộ bản lề 500 nhá. Bản lề này các bác dùng hay dùng cho những cái phần cánh tủ này. Đấy, cánh tủ rồi cánh cửa bếp ấy.
Đấy, những cái bản lề nam châm cũ nó bị hỏng thì các bác mua về, hoặc là những cái phần cánh tủ nó hay bị đẩy ra thì các bác mua cho em cái bộ này về các bác gắn vào nhá. Thì đây, bộ nó sẽ gồm có là một cái đầu bản lề này đây. Sẽ có cái bộ đầu bản lề dùng rất là tiện luôn. Đây này, tức là về các bác sử dụng cái gói này các bác bóc ra nhá. Bên trong thì sẽ gồm có là đầy đủ cả ốc vít, cả cái miếng dán luôn. Về nếu mà các bác cẩn thận thì các bác mình có thể bắt ốc vít vào, còn không thì về các bác dùng cái miếng dán các bác dán vào. Đây là cái miếng dán của nó này, đây cái miếng dán này này. Đấy thì về các bác dùng cái miếng dán các bác dán này. Đấy cái miếng dán này keo rất là dính nha. Còn không mình có thể lấy ốc vít các bác quát vào nhá. Thì đây, nó sẽ gồm có hai miếng cái miếng nam châm rất là dính nha. Đấy thấy không? Hai miếng nam châm cực kỳ hít luôn. Đó, hai miếng nam châm rất hít này. Đó, đấy thì về các bác bắt vào cái phần cánh tủ nhà mình nhá. Một miếng các bác cắt bắt cố định một miếng, rồi các bác bắt vào cái phần đưa đẩy này. Là khi mà các bác đẩy vào nhá, khi mà đẩy vào thì sẽ cái nam châm nó tự động nó sẽ hít vào nhà. Đó, nó sẽ hít vào nhà. Nó hít vào nhà, nó hít rất là chặt và hít rất là mạnh luôn. Đó thì báo giá bác luôn nhá. Hiện tại em đang bán là combo là 3 bộ 1 nhá. 3 bộ 1 nhá. 3 bộ 1 thì giá sẽ là 45.000 nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái combo 3 bộ bản lề. Bản lề 500 nhá. Combo 3 bộ bản lề 500. 3 bộ bản lề 500. Với giá sẽ là 45k nhá. 45k cho cái combo 3 bộ bản lề 500 nhá. Là bán được một combo là 3 bộ nhá. Bên em không bán lẻ đâu. Đấy vì giá rất là rẻ. Đấy bán được các bác là cả 3 bộ luôn. Là một combo 3 bộ nha. Là 45.000 nhá. Đấy về những cái phần cánh cửa tủ, cánh tủ ra. Đấy nó hay đẩy ra, các bác mua cái này về thì nó các bác đẩy vào nó sẽ hít chặt luôn, nó sẽ giữ. Đương nhiên là cánh tủ nó bị trôi ra, rồi những cái phần cánh tủ, cánh ngăn kéo dùng rất là tiện. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này đây. Đấy, về các bác lắp đặt này. Đấy các bác chỉ việc ấn vào cái là tự động là nó sẽ hít vào rất là chặt luôn. Đấy đây. Đó thấy không? Đấy, có thể là cho những cái cửa tủ lùa được luôn này, cửa tủ đẩy này, cửa ngăn kéo này. Đấy, cánh tủ ngăn kéo này cũng ok luôn nhá. Nó cái này nó dễ dàng lắp đặt và dễ dàng sử dụng lắm. Nói chung là dùng rất là hay. Nếu như nhà bạn đây. Đang gặp trường hợp tủ ngăn kéo đóng không được fit như thế này thì có thể tham khảo ngay chiếc nam châm thử tính này. Chỉ với hai miếng nam châm nhỏ gọn, lắp đặt dễ dàng, chỉ cần dán lên bề mặt là có thể sử dụng được, phù hợp với mọi loại cánh tủ, cửa và ngăn kéo. Lực hút của loại nam châm thử tính này thì vô cùng mạnh, vậy nên bạn không cần phải lo về việc tủ, cửa, ngăn kéo nhà mình đóng không được fit nữa rồi phải không nào? Đấy các bác thấy không, chỉ việc là về mình dính vào, sau đó là các bác ấn vào cái là tự động là đến gần cái phần nam châm nó sẽ hít chặt vào luôn. Đó thấy không, nó sẽ hít chặt vào, nó không bị đẩy nữa các bác nhá. Nó dùng rất là hay. Đó thấy không, nó hít rất là chặt luôn. Đấy thấy không, đấy, lực hút cực kỳ mạnh đấy nhá, lực hút rất mạnh. Đó thì hiện tại em đang bán một cái combo 3 bộ, combo 3 bộ bản lề thì giá sẽ là 45k nhá. 45k cho một combo 3 bộ bản lề thì cứ lên mã em sẽ là bản lề 500 nhá. 3 bộ là 45k. Còn tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái khăn nén du lịch này. Đấy khăn nén du lịch nhá. Em báo giá bác luôn, bên em đang gửi bác một cái khăn nén du lịch này với giá chỉ có 20.000 một chiếc thôi. Đấy bác nào chuẩn bị đi ra Tết, các bác hay đi du lịch du nước nhiều này, rồi các bác hay đi công tác, đi chơi, đi bời. Đấy các bác mua cho em ngay con khăn nén du lịch này về. Đấy, một chiếc khăn nén du lịch nhá, dùng rất là tiện dụng luôn. Đấy nó là dạng khăn nó sẽ nén chặt vào nhá, nó sẽ nén chặt vào để khi mà các bác cho nước vào nhá. Đây, bác cho bác một chiếc này. Nó sẽ nén chặt vào nhà và khi mà các bác cho nước thì nó sẽ tự động nó sẽ bung, nó nở ra thành một chiếc khăn rất là to, thành đúng to đúng như chiếc khăn tắm luôn, rất là to luôn. Đấy nó rơi vào khoảng tầm kích thước khoảng 1m4 x 70, rất là to nhá. Đấy bình thường là các bác hay đi khách sạn, đi nhà nghỉ giờ mình hay dùng chung những cái khăn ở đấy, nó rất là nguy hiểm nhá, vì cái khăn đấy rất nhiều người xài chung với nhau. Đấy có những người người ta bệnh tật giờ người ta vẫn có thể là xài vào đấy, nên là rất là nguy hiểm, không có vệ sinh khử khuẩn gì nên nó rất là nguy hiểm. Thì các bác mua ngay cho em khăn này về, nó chỉ có 20.000 thôi, mình dùng nó rất là an toàn và ok. Đấy mà thậm chí các bác có thể là xài được nhiều lần nhá, xài được nhiều lần. Đấy thì các bác chỉ việc thảo nước là tự động nó sẽ bung ra nhá, chuyên dùng cho các bác nào đi du lịch, đi khách sạn, đi nhà nghỉ giờ mình dùng chung nó nguy hiểm, thì các bác mua cho em các sản phẩm về dùng nó sạch sẽ, an toàn và nó ok, yên tâm cũng nhá. Chỉ có 20.000 thôi, bỏ ra với em là 20.000, mình mua cho em mấy chiếc về. Đấy bỏ vào trong ba lô, trong túi này. Đấy mỗi lần mình đi cái là mình xài một cái thôi là thoải mái rồi. 20k nhá các bác nhá, 20k lên mã cho em sẽ là cái khăn nén du lịch nhá. Đấy các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, nói chung là rất ok luôn đây. Bảo bối dành cho mấy ông mấy bà chuẩn bị đi du lịch hè này nha. Khăn tắm nén nhỏ gọn, nhúng nước là nở ra thành cái khăn tắm siêu to luôn. Bao người siêu thích nha, thấm nước tốt đàng hoàng á. Tụi mình không nên xài khăn tắm khách sạn đâu mọi người, không tốt cho sức khỏe đâu nha, vì khăn nhiều người xài chung á. Cứ bỏ túi im khăn tắm nén như thế này mang đi du lịch nha. Nhỏ gọn bỏ vô túi nhẹ tinh là không bị nặng vali. Mà khăn cũng êm, cũng dày dặn và mềm mịn đó nha. Đấy có nhìn này. Đấy khi nào mà cho nước á bắt đầu nó nở, nó bung ra rất là to luôn nhá. Recommend em
này cho cả nhà thủ sẵn để chuẩn bị đi du lịch hè nha. Mẫn cũng múc cái em khăn tắm nến này lâu rồi mà bây giờ mới được dịp xuống vũ. Các bạn nhìn này rất là to luôn. Đấy, giở ra một chiếc khăn cực kỳ to nha. Khoe cái khăn này với mọi người liền nè. Đấy, rất là to, ok luôn nhá. 20k một chiếc nhá, 20k một chiếc. Nói chung là về nên dùng, theo em các bác nên dùng cái khăn này. Đấy, dùng khăn tăm chung với khăn khách sạn gì. Nó rất là sợ, rất nguy hiểm nhá. Đấy, nhiều cái dùng chung rất là sợ. Đấy, thì bác mua ngay cho em cái khăn này về, sạch sẽ mình dùng riêng ra. Chỉ việc cho nước nó nở bung cái là mình xài thôi. Xài được nhiều lần luôn nhá, xài được nhiều lần luôn. 20k một chiếc khăn nén du lịch nhá, 20k một chiếc. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái thước laser. Đấy, hôm nay em cũng xả kho xả luôn. Bữa trước đang bán là 150.000. Hôm nay em về nó bác một cái mức giá rất dễ mua. 90.000 nhá, 90.000 cho một cái thước laser này, chỉ có 90k thôi. Đây, một chiếc thước laser cực kỳ đa năng. Các bác mua về dùng để mình soi bắn tia, lấy tia laser đánh thăng bằng này, rồi là đo đạc các thứ ok luôn. Một chiếc thước cực kỳ là ngon lành nhá. Đây. Nó sẽ là một chiếc thước bao gồm rất nhiều chức năng nha. Đấy, có phần livo đánh thăng bằng này, đánh dọc này, đánh chéo, đánh ngang này. Đấy, rồi là phần thước đo này, đấy thước đo này, thước đo. Rồi là có cả cái phần thước rút này, đây này, có cả cái thước rút đấy luôn nhá. Đấy, có cả thước rút luôn. Để về các bác đo kiểu thước kéo, thước rút này cũng ok luôn này. Đấy, thước rút này. Rồi là một cái hay nữa là cái phần laser. Laser con này nó xài pin nhá, thì về các bác có cái tấm chắn pin này các bác rút ra cho em. Rút ra. Đấy, rút ra thì bắt đầu là nó lên đấy, bác rút ra cái lên tia luôn này. Con này hiện tại đang ở tia cộng này. Đấy, tia cộng. Cái tia nó soi rất là xa và rất là sáng nhá, nhìn này. Đấy, soi cực kỳ xa và rất là sáng luôn. Đó. À, ngoài tia cộng thì con này nó có điều chỉnh được các tia, thì các bác điều chỉnh theo cái phần nấc cho em nhá. Đấy, các bác gạt trong cái nấc này. Đấy, gạt trong cái nấc này. Con này nó có thể là điều chỉnh được một tia cộng này, gạt xuống dưới này thì sẽ làm thành một tia đứng này. Đấy, gạt lên trên cùng thì sẽ là thành một tia ngang nhá, thành tia ngang. Đấy, thì nó sẽ có 3 chế độ này, một tia ngang này, một tia dấu cộng này, đấy, và một tia dưới cùng thì sẽ là tia đứng này. Đấy, tùy nhu cầu của bác xài nhá. Nói chung rất ok. Các bác bắn lên tường này, bắn lên trần nhà thứ này, mình đánh thăng bằng, đánh keo góc được ngon lành luôn nhá. Đánh keo góc ngon lành đây, ví dụ dấu cộng là các bác đánh keo góc ngon lành luôn này. Đấy, đánh keo góc ngon lành luôn. Nói chung là rất là sáng nhá, đây. Khá là sáng luôn. Đấy, các bác dùng mình để chiếu tia này. Đây, chiếu tia đây này. Ngon lành luôn nhá. Đấy, chiếu tia lên đây. Đấy, chiếu tia đánh ngon lành luôn nhá. Đó. Giá tại vì em đang gửi bác là chỉ có 90.000 thôi, rất đa năng luôn. Đấy, có cả công tắc bật tắt nhá, lúc nào dùng thì các bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt cái tia laser này đi. Đó. À, đo này, thước rút này, thước rút đây này, rồi là đánh thăng bằng livo này. Đấy, công tắc các thứ đầy đủ với bác luôn. Lên mã cho em sẽ là thước laser nhá. 90k nhá, 90k cho một cái cây thước laser này. Đấy, có cả laser, có cả đánh thăng bằng, thước đo, thước rút đầy đủ luôn. Một nói chung là sử dụng một chiếc thước này nhưng mà làm được rất là nhiều việc nhá. Chỉ có 90.000 thôi. Thước laser, đấy, thước laser 90k một cây nhá. Tiếp theo thuốc kiến thì bên em vẫn còn để phụ bác nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái lọ thuốc kiến này. Đấy, dòng này thì có yên tâm về chất lượng đi. Đấy, nếu mà không hết kiến thì bên em không lấy tiền đâu bác nhá. Không hết kiến thì bên em không lấy tiền. Cực kỳ là nhạy luôn. Đấy, nhà bác hiện tại đang rất là nhiều kiến này. Đấy, rồi là thời tiết thứ nó mướt, kiến nó về rất là nhiều. Đấy, thì các bác mua ngay cho em cái lọ này về nhá. Đấy, thì các bác những cái chỗ nào mà kiến nó hay đi, nó hay xuất hiện này, đường đi lối lại, nó hang ổ này, thì các bác cứ giỏ trực tiếp cho em. Và cái con kiến này khi mà nó ăn cái dung dịch này xong thì nó sẽ công về tổ nhá các bác nhá, nó sẽ công về tổ và những cái con khác nó sẽ ăn cùng với con này và nó chết một loạt và chết cả đàn luôn. Đấy, anh em cũng đã dùng và test sản phẩm thực tế rồi, em thấy rất ok và mình em đã nhập về số lượng lớn để bán cho bác luôn. Đây, cách dùng này nhỏ 5-7 giọt vào đường đi hoặc nơi trú ẩn của kiến này. Sau khi kiến đã chết ăn mồi từ 2-5 ngày sẽ chết này. Thực ra thì đây ở trên này người ta báo là 2-5 ngày thôi, nhưng mà em em cho nó ăn xong chắc khoảng tầm 2 tiếng sau là sạch sẽ, không còn một con kiến nữa luôn. Đấy, không thấy bóng dáng một con nào luôn và không thấy bao giờ nó có lại luôn. Em dùng khoảng tầm hơn năm nay mà chưa thấy một con kiến nó xuất hiện lại nha. Đấy, các bác thấy cái thuốc kiến nó nhạy nào, cực kỳ nhạy luôn nhá. Đấy, giá nó thì bình dân thôi. Bên em đang gửi bác một cái lọ thuốc kiến này với giá sẽ là 10k nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là thuốc kiến nhá. Đấy, thuốc kiến thì đang bán lẻ một chiếc, một lọ đấy là 10k. Còn các bác lấy 3 lọ nhá, 3 lọ thì giá sẽ là 20k cho 3 lọ nhá. 20k là được 3 lọ. Đấy, là bán nó combo 3 lọ một để các bác dễ mua này. Còn bác nào dùng ít thì mình có thể mua theo một lọ là 10k, còn 3 lọ thì là 20k nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là thuốc kiến. Hàng bao dùng bảo hành cho bác luôn. Nếu mà hàng này mà không diệt được kiến thì bác em trả lại cho bác tiền luôn. Đấy, rất uy tín luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây kéo văn phòng. Lên mã cho em sẽ là cái cây kéo văn phòng này. Em báo giá bác luôn, hôm nay em cũng xả kho cây kéo văn phòng này luôn. Bữa trước đang bán cho bác là 50.000, hôm nay em về cho bác mức giá rất dễ mua, bán xả vốn luôn. 30k nhá, 30k lên mã cho em sẽ là cái cây kéo văn phòng. Cái cây này thì chuyên cho bác dùng
để làm văn phòng, cắt giấy, cắt tờ, đấy, cắt hồ sơ tài liệu, rồi là các bác mua về cho các bé này mình cắt tranh giấy các thứ rồi. Ok luôn, hàng của Nhật Japan nhá, Asaka Japan, cũng là thép SK5, cực kỳ sắc bén. Dòng này thì các bác yên tâm về chất lượng, này. Cắt cực kỳ ngọt đây. Cắt bác coi này. Đấy, thấy không? Cắt ok, quá ok luôn, giấy giữa các thứ là cắt cực kỳ ngon lành. Đấy, quá ok ngon lành luôn này. Đây. Cực kỳ ngon lành nhá, cắt rất ngọt luôn. Đấy, giấy giữa các thứ cắt ngon lành, rồi là thậm chí cả giấy bóng con này cắt ngọt luôn. Đấy, nói chung là ok lắm. À, đây là giấy bóng này, giấy bóng cái loại dạng dai dai dẻo dẻo này, nhưng mà con này cắt ngon lành này, các bác nhìn này. Giấy bóng ấy nhá, đây là giấy bóng ấy nhá. Đấy, giấy bóng. Bình thường là các bác những cái con kéo nhụt thì không bao giờ cắt thế đâu, nó cắt là dai dai, nhưng con này cắt cực kỳ ok đây. Các nhìn này. Đó, ngọt lành. Quá ngon luôn. Đấy. Thì cứ lên mã giúp em sẽ là cái cây kéo bếp. À xin lỗi các bác, là cái cây kéo văn phòng nhá, kéo văn phòng. Chuyên dùng cho các bác làm văn phòng. Đấy, rồi là văn phòng phẩm, làm cắt giấy, cắt tờ. Đấy, rồi thậm chí các bác mua về cắt nhà bếp cũng ok luôn. Đấy là tùy nhu cầu các bác xài nhá. À 30.000 một cây thôi. Mà em giảm giá xả kho luôn cái mã này luôn. 30.000 một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái cây này, là cái cây vòng gỗ đeo tay này. Đấy, các bác mua về sử dụng này. Đấy, đeo thời trang này, các bác đeo niệm các thứ ok luôn. Đấy, một chiếc vòng bao gồm là một vòng và một hộp đi kèm luôn này, có cả một cái hộp này. Đựng trong một chiếc hộp rất là xinh, các bác mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng cho em rất ok. Đấy, một chiếc hộp rất là xinh nhá, bên trong thì sẽ là một chiếc vòng. Vòng này thì nó rơi khoảng tầm là hơn 300 hạt nhá. Đây là vòng rất đẹp, vân gỗ này, các bác nhìn này, vân gỗ này rất ok. Đấy. Đấy thì về các bác có thể đeo cổ này, đeo tay này. Đấy, rồi làm vòng lần cái thứ ở đây. Đeo vào tay nhìn rất là thời trang, rất là đẹp luôn. Đấy, nhìn rất ok đây. Đấy, đeo tay quá đẹp luôn này. Đó. Con này thì nó là cái vòng chun nhá, cái vòng chun. Nó có cái phần dây chun nó co giãn. Đấy, các bác đeo phù hợp với rất là nhiều những cái cỡ khác nhau. Đó. À, lên mã thì em sẽ là sản phẩm là cái vòng gỗ đeo tay nhá. Em nhắc lại một lần nữa là cái vòng này là vòng gỗ đeo tay nhá. Đấy, vòng gỗ đeo tay. Đấy, vòng gỗ đeo tay. Giá tại em đang bán một chiếc vòng gỗ đeo tay là bao gồm là cả vòng cả hộp như này, là một bộ như này là 40.000 này. Đấy, các bác mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng này rất là ok luôn. Vòng gỗ đeo tay nhá. Vòng gỗ đeo tay đang bán bác là 40k cho một chiếc vòng gỗ đeo tay nha. Đấy, 40.000 nhá. Đây, bên ngoài là vỏ hộp rất là đẹp xịn này, bên trong nhá, bên trong thì là vòng rất ok luôn. 40k nhá, vòng gỗ đeo tay. Tiếp theo luôn đó là cái mã bảng tự xóa này, lên mã em sẽ là cái bảng tự xóa nhá. Này thì về các bác một mức giá rất dễ mua luôn, chỉ còn có 30.000 thôi. Bữa trước đang bán là 60k, giảm luôn các bác, chỉ còn có 30k một chiếc bảng tự xóa nhá. Lên mã em sẽ là bảng tự xóa, các bác mua về có cháu mình vẽ vời tô vẽ này. Đấy, rồi các bác về dùng được, làm một cái bảng để nốt các thứ vào đây. Đấy, khi nào mà mình dùng xong mình bấm cái là nó tự động nó xóa đi, rất là tiện đây. Đấy. Đây nhá. Đằng sau thì nó có một cái nút mở khóa, các bác gạt về cho em là cái nút mở khóa này. Đấy, gạt về nút mở khóa nhá. Đấy, bắt đầu là bảng nó mới sử dụng được, còn không bình thường là nó sẽ ở trạng thái khóa là các bác không dùng được đâu. Và có kèm cả bút đi kèm này. Đấy, đi về các bác vẽ vào cái thứ này. Bấm cái nó mất luôn. Đấy, vẽ vào cái thứ này. Bấm cái mất luôn, vẽ vào này. Bấm cái mất luôn. Đấy, rất là hay. Đấy thì các bác cứ lên mã em sẽ là bảng tự xóa nhá. Bảng tự xóa. Giá em đang gửi bác là 30.000 thôi, xả kho bán em bác luôn. 30k một chiếc bảng tự xóa này. Bấm cái mất luôn, rất là hay coi nhá. Đấy, mua về các cháu mình tô vẽ này, rồi là các bác mua về mình ghi nốt vào đây. Đấy, những cái gì ghi nốt đây. Đấy, khi nào mà ghi xong mình cần xóa cái mình bấm cái mất luôn, rất hay nhá. Đấy, có kèm cả bút đi kèm luôn. Ok, 30k cho một chiếc bảng xóa, đang xả kho bán nốt cho bác luôn. Tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác đó là cái mã, đó là cái khay bánh mì nhá. Cứ lên mã em sẽ là khay bánh mì. Đấy, hiện tại thì bên em đang bán lẻ một chiếc là 25.000. Các bác lấy theo combo 5 chiếc khay bánh mì 1 thì giá sẽ là 110.000 cho 5 chiếc nhá. Còn các bác lấy lẻ một chiếc thì là 25.000. Đấy, rất là hay. Một chiếc khay ở bên nước ngoài này người ta hay dùng để làm bánh mì vào đây các nhá. Đấy thì bên em hay gọi là khay bánh mì. Đấy, đợt này về cái lô này màu vàng nhìn rất là ok nhá. Đấy, màu vàng nhìn rất là sang trọng lịch sự này, quý phá này, ok luôn. Đó. Khay bánh mì các nhá. Đấy, con này thì nó dài rộng chắc dài khoảng tầm 25 các nhá, dài khoảng 25 rộng khoảng tầm 17 các bạn. Đấy, khá là to rộng, về các bác đựng đồ khô đồ ướt đây được hết luôn. Đấy, về mình bày đồ ăn đồ uống này các thứ này. Rồi về làm những chiếc khay. Đấy, mình đựng đồ khô này. Rồi lại em bán một bác bác bảo mua về để đựng ốc vít các bác nhá. Đấy, mua về để đựng ốc vít. Nói chung là tùy nhu cầu, về các bác ứng dụng sử dụng trong công việc thấy phù hợp thì ok thôi. Đấy. Dày dặn chắc chắn, mà giá nó bình dân nó chỉ có 25.000 một chiếc thôi, rất là đẹp luôn. Đấy, hoa văn họa tiết thì rất ok đây. Khay bánh mì nhá, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là khay bánh mì. Hàng này là hàng nhập ngoại, hàng thanh lý của siêu thị nước ngoài nhá, nên rất ok. Đó,
25k một chiếc khay bánh mì nhá. Còn các bác lấy theo combo 5 chiếc một nhá thì giá của nó sẽ là 110.000 cho 5 chiếc nha. 110.000 cho 5 chiếc rất là đẹp luôn. Đấy, nhìn cực kỳ là đẹp sang trọng này. Đấy, nó thiết kế như kiểu dạng cái thuyền đây này. Đấy. 25k một chiếc, 5 chiếc là 110.000 nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là khay bánh mì. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác một cái mã hàng rất là hay, đó là cái cây thước sao chép này. Hôm nay em cũng xả kho luôn cái mã này luôn. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là mẩm cái cây thước sao chép nhá. Thước sao chép này bữa trước đang bán là 150.000, hôm nay em về cho bác một cái mức giá dễ mua chỉ có 80.000 thôi. 80k cho một cái cây thước sao chép này, 80k một cây. Đây các bác, để em mở cho bác một cái cây này. Cái này rất là hay này, ví dụ những cái phần mà ngóc ngách ấy, các bác đo đi các thứ là nó mất thời gian. Đấy, rồi là khi mà mình đo rồi nó ra một cái bản sao nó không được hoàn chỉnh, không phù hợp thì đây. Đó, các bác sử dụng ngay cho em một cái con thước sao chép này. Đấy. Đấy, ví dụ như là em cần đo một cái phần góc như chẳng hạn này. Đấy, các bác đo mất thời gian góc tường mà nó nhọn này. Đấy, các bác chỉ việc ấn ngay vào này. Đấy, ấn vào cái là nó sẽ sao chép ra một cái kích thước hình là nó y xì phóc này, có gì mở ra đấy không? Là nó khớp luôn vào với lại cái phần góc tường và góc nhà mà các bác cần đấy. Rồi là những cái vật như là hình tròn, con này vẫn có thể là bo được vào nhá. Đấy. Nó vẫn có thể là bo được vào rất là hay luôn. Nói chung là rất là ok. Đây này. Đây với nhá. Đây này. Đấy, ví dụ như cái phần ngóc ngách này, những phần ngóc ngách là con này vẫn có thể là khớp vào sao chép đúng y là một cái bản gốc luôn. Đấy, sau đó các bác lấy ra để các bác kẻ vẽ, để các bác làm thành một cái bản sao rất ok. Đấy thì con này nó gọi là thước sao chép nhá. Thước sao chép. Bên em đang gửi bác cái cây thước sao chép này với giá chỉ có 80.000 thôi. Nay em xả kho bán cho em bác một cái cây thước luôn, rất là thông minh, rất là hay. Nói chung các bác mua về xài sử dụng ok luôn. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy. Đấy, ví dụ như là trong những phần góc ngách các thứ là các bác muốn sao chép lại một cái hình dạng mà nó như thế này. Đấy thì các bác ấn cái này vào nhá. Đấy là khớp vào luôn. Thấy không? Khớp vào rất là ok nhá. Những phần vị trí ngóc ngách tường và những phần vị trí khó các bác sao chép lại hình ảnh để các bác cắt một cái viên đá ra, các bác ghép vào đấy chẳng hạn này. Đấy, để cho nó khớp vào này, rất là hay luôn nhá, cực kỳ là thông minh luôn. Đấy, rất là ok đây. Đấy, bánh xe này, góc tường, hình tròn, hình vuông, hình bầu dục các thứ, tất cả các loại hình, đường cong, đường thẳng được hết các bác nhá, nó sao chép rất hay. Đấy, thấy không, nó khớp vào luôn, rất ok luôn. Đấy, ứng dụng trong rất là nhiều công việc các bác sử dụng nhá. Đấy, anh em thợ thuyền dùng quá ok luôn nhá. Chỉ có 80.000 thôi, 80.000 cho một cái sản phẩm, một cái cây thước sao chép này. Bữa trước bên em bán rất nhiều đấy. Đấy, hôm nay lại quay lại bác luôn, và hôm nay cũng đồng thời là giảm giá, xả kho xả luôn. 80k nhá, lên mã em sẽ là cây thước sao chép. À, cái cây này thì em báo luôn là chiều dài của nó vào là 25 nhá. Chiều dài nó vào 25, đấy 25, 25cm nhá, chiều dài là 25cm. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây kìm bấm cúc này. Tiếp tục lại về cái mã hàng đó là cái cây kìm bấm cúc nhá. Một cái bộ kìm bấm cúc này sẽ gồm có là một cái cây kìm và đi kèm với bác là một cái túi cúc để về các bác có thể các bác xài luôn. Đấy, rất ok đây. Đây là túi cúc này, còn đây là cái cây kìm chính nhá. Đấy thì về các bác đặt vào trong cái khe vần vải này. Đấy, bên dưới là các bác cho một cái cúc, bên trên con cho cúc, bấm vào cái là thành nó tạo thành một chiếc cúc luôn, rất là ok. Đây có phần khóa này. Rất là ngon lành luôn, rất là tiện nhá. Con này về các bác sử dụng, mình dùng để bấm cúc, các bác đỡ phải khâu vá gì. Các bác cho vào là các bác bấm thôi. Đấy. Nó là cái dạng cúc bấm nhá. Đây thì túi cúc nó đây. Đấy, nó là cái dạng cúc bấm. Đấy, các bác cho cúc kia có thứ vào các bác bấm là ok, đỡ phải khâu vá nhá, nó rất là nhanh, đỡ phải khâu vá một thời gian mà nó thành một chiếc cúc bấm nhìn rất là đẹp luôn. Đó, em báo giá luôn nhá, lên mã cho em sẽ là cái cây kìm bấm cúc. Đó thì cái bộ sản phẩm này hiện tại em đang bán cho bác là 40.000 các nhá, lên mã cho em sẽ là cái bộ kìm cúc nhá, bộ kìm cúc. Đấy, bộ kìm cúc này đang gửi bác là 40k nhá, 40k thôi, chỉ có 40.000 cho một cái bộ kìm cúc rất là ok luôn. Đấy, về các bác bấm vào quần áo đứng nhà mình rất là tiện, đỡ phải khâu vá gì lằng nhằng. Đấy, mua về cái là xếp cúc vào là bấm thôi. Đây các bác cùng xem một cái video thực tế về sản phẩm này đây. Chắc chắn là chiếc kìm bấm cúc quần áo mà nhà ai cũng sẽ cần đến nhá. Đi kèm thì shop có tặng luôn cái bộ nút cài như thế này. Mình có thử bấm vào khẩu trang thì quay, bấm một cái là được luôn này. Mọi người chỉ cần bấm thêm một bên nữa là có thể đóng lại thôi. Nhưng mà khẩu trang thì quá dễ rồi đúng không? Nên là mình thử với cái áo thun hai lớp này xem sao. Thì đấy nhá, vẫn chỉ cần một lực vừa phải là được thôi. Rồi, mình sẽ tiếp tục lôi cái quần jean ra check thì kết quả vẫn cứ là ok la luôn. Cái kiểu này là mấy quần áo rộng bụng tới công chuyện với mình rồi này. À, với cả mình mới học được cái này khá là hay. Mọi người bấm khẩu trang ấy và cho hạt thơm hoặc là cà phê vào đây, treo trong nhà là giúp thơm phòng và khử mùi tốt lắm nhá. Nhưng mà phải công nhận là cái kìm này xịn, hữu ích, hốt về liền nhá mọi người. Đây thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, về các bác chỉ việc mua về bấm vào quần áo mình. Đấy, rồi bấm những cái đồ cần thiết các bác cần cài cúc là ok. 40k cho một cái bộ kìm cả kìm cả cúc này các bác nhá.
Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà đó là cái dây sạc cũng như là cái ổ điện U3 hiện tại bên em vẫn đang phân phối cho bác này. Đấy, đây dây sạc ba đầu dây sạc này hiện tại bên em đang có giá là 40.000 trong một chiếc dây sạc rồi nhá. Dây sạc bọc silicone chống gập chống gãy. Con này các bác cứ gập gãy rồi các bác cứ dùng cho em thoải mái đi, cực kỳ là nồi đồng cối đá luôn. Đấy, dùng chắc là khoảng tầm chục năm mới hỏng. Nó sẽ gồm có là một đầu vào sẽ là cổng USB nhá và ba cổng ra nhá, ba cổng ra thì sẽ có là chân sạc iPhone này, chân sạc Type-C đời mới này cho Samsung này và chân sạc micro USB cho những cái máy đời cũ này. Đấy, nói chung là máy đời cũ, đời cao, đời thấp là các bác có thể dùng được tất cho ba cái chân này luôn. Đấy, nghĩa là ba cái chân này các bác sạc được cho hầu như là tất cả các loại máy phổ thông hiện tại trên thị trường bây giờ đang sử dụng nhá. Đây, phần dây của nó đều được bọc silicone này. Đấy, các bác cứ bẻ này, bẻ gập cho em thoải mái, không lo bao giờ nó gãy luôn. Cái phần đầu này nó làm thiết kế rất chắc chắn nhá. Đầu của nó là bằng khung thép, viền thép này. Đấy, khung thép, viền thép và có cả đèn báo luôn nhá. Sau này là có cả đèn báo luôn nên rất là hay. Đấy, nó biết ngay là nó có điện hay không. Đấy, có cả đèn báo này. Đây là cái phần các bác nhìn nó làm cái phần trục ra ba này, một ra ba này, có nhìn này, nó bo một cái vòng kim loại rất là to luôn. Đấy, chắc chắn ok xịn sò con này. Đấy. 40.000 thôi. Đấy, giá nói chung là giá tốt nhất thị trường. Bên em chỉ có duy nhất một loại thôi nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái dây sạc cam nhá. Dây sạc cam hoặc là cái dây sạc ba đầu nhá. Dây sạc ba đầu sạc đa năng hầu như tất cả các loại máy nhá. Giá anh em đang gửi bác là đi 40k một chiếc nhá. 40k lên mã anh em sẽ là cái dây sạc cam hoặc là dây sạc ba đầu đều được. Giá đang gửi bác là 40k cho một cái dây sạc cam ba đầu 40k. Ngoài ra thì bên em có bán thêm cho bác đó là cái ổ điện Thái này, ổ điện Thái Lan, ổ điện U3 nhá. Ổ điện Thái U3. Ổ này thì giá bình dân thôi, đang gửi bác là 50.000 một cái ổ này. 50k một chiếc ổ điện Thái U3 nhá. Mã của nó sẽ là mã U3. Đấy, nó sẽ gồm có cho bác là những cái ổ cắm này để về các bác cắm những thiết bị điện 220 này. Ngoài ra thì nó sẽ có tích hợp thêm cho bác là ba cái cổng USB nhá, ba cổng USB để các bác có thể là cắm sạc điện thoại này, rồi là các bác cắm những thiết bị sử dụng cái nguồn là nguồn 5V các bác nhá. Nguồn 5V là các bác cắm ở đây là ok. Đấy, con này cũng có cả đèn báo này, công tắc an toàn này. Đấy, lúc nào dùng thì các bác bật lên, không dùng mình có thể tắt đi. Đấy, vừa an toàn tránh tình hiện chập cháy này, rồi là ví dụ nhà có những người già trẻ con chẳng may nó có va chạm vào nó không bị giật này. Đấy, các bác có cả một cái công tắc an toàn rất là tiện nhá. Đây, dây nguồn đây, cắm trực tiếp vào nguồn 220 là các bác xài cho em thôi, rất là ok luôn. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái này là cái ổ điện Thái U3 nhá. Ổ điện Thái U3 này. Bên em đang gửi bác là 50.000 ổ thôi, chỉ có 50k ổ, giá rất là bình dân luôn, 50k về các bác xài. Đấy thì các bác có thể mua kèm cùng với cái dây này. Thì cái dây này về các bác có cái là chỗ là mình về có cái ổ này mình cắm đây luôn. Đấy, sau đó là các bác có thể sạc luôn cho điện thoại thứ ok luôn này. Đấy, còn đây là ổ đây. Ổ thì ngoài ra có cả ổ điện và có cả ổ sạc luôn. Đấy, một chiếc ổ cực kỳ là hữu dụng trong gia đình nhà mình, sử dụng cắm được rất là nhiều những cái thiết bị nhá. Xài ok luôn. Đấy. Ổ điện U3 là 50.000 một ổ nhá. Còn là cái dây sạc cam thì đang gửi bác là 40k nhá. Đấy thì tùy nhu cầu mình có thể là mua lẻ hoặc các bác có thể mua theo cả combo luôn, vừa ổ vừa dây luôn các bác nhá. Về các bác xài luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây kéo cắt gà của Nhật này. Tiếp tục về mã hàng cây kéo gà Nhật phục vụ các bác dịp Tết nhất này. Đấy, về các bác cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả nhà bếp cho em cực kỳ đa năng. Đấy, con này hàng của Nhật nhá, Japan. Dòng thép SK5 nhá, dòng thép SK5 là một dòng thép không gỉ và cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, phần tay cầm nó rất là trường tay này, trường tay các bác cầm nó ôm. Đấy, cầm ôm tay cắt rất là ngọt. Đấy, con này cắt thì cực kỳ ok. Đấy, gà mà vịt các thứ là các bác ngại chặt, các bác không muốn lấy thớt đâu các bác xài. Các bác cầm ngay cho em con này các bác phang cho. Đấy, cứ thế là các bác nghiến cho em thôi. Nghiến cực kỳ ngọt luôn nhá, nghiến cực kỳ ngọt luôn. Xương xiếc con này là ăn một phát một luôn nhá. Đấy, xương xiếc là ngon này luôn. Đấy, ngoài ra thì con này nó có chức năng là đánh vảy cá này. Đấy, các bác nhìn cái phần răng cưa bên dưới là đánh vảy cá nhá, dùng là đánh vảy cá. Rồi là một cái chức năng nữa là khe đây này, là cái phần là ví dụ như là các bác nhà các bác mà có ăn cuôn ghẹ là có cái càng các bác cho đây các bác kẹp này, rồi những cái quả cứng như là quả óc chó rồi các bác cho đây các bác kẹp. Đấy, để cho nó vỡ ra nhá, cho nó vỡ ra rất ok luôn. Một chiếc kéo cắt gà Nhật cực kỳ là đa năng luôn, sử dụng được nhiều chức năng và nó rất là dày dặn chắc chắn này, các bác nhìn này, phần thớ thép nó rất là dày. Đấy, thớ kéo nó rất là dày. Còn này các bác dùng thì cực kỳ là bền bỉ vì yên tâm luôn. Giá bán hôm nay em cũng xả kho luôn cái mã này luôn. Bữa trước đang bán với bác là 170.000. Đấy, hôm nay em về cho bác giá là đi 130.000 nhá. 130.000 thôi, xả nhanh bán nhanh luôn. 130k lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái kéo gà Nhật nhá. Kéo gà Nhật. Đấy, 130k một cái cây kéo cắt gà Nhật này. Giá này là gần như là giá tốt nhất hiện nay rồi đấy. Đấy, các bác tranh thủ chốt nhanh luôn nhá. Đấy, về các bác chuẩn bị Tết nhất này. Mình có cây kéo cắt nhà bếp này, gà vịt thịt xương, cắt rau củ quả. Đấy, ok luôn nhá, 130.000 một cây.
đa năng sử dụng rất là nhiều việc luôn. Sản phẩm thì em lên luôn cho bác đó là cái cây tô vít này. Đấy, tô vít để về các bác tết nhất các bác xoáy các thứ này, rồi vừa xoáy vừa đóng này. Đấy, hiện tại anh em đã có hai mã, là một mã cây tô vít đầu bốn cạnh và mã đầu tô vít hai cạnh này. Đấy thì hay còn gọi là đầu cộng và đầu trừ đúng nhá. Đấy thì nó là dòng tô vít đóng, ngoài chức năng đóng thì nó cũng có thể là xoáy luôn. Đấy về các bác sử dụng gia đình. Đấy mình tết nhất là mình có treo tranh, treo chiếc các thứ này, rồi là mình xoáy lại những cái thiết bị nhà mình, rồi là thậm chí các bác mua trước ra tết các bác đi làm mình có thiết bị các thứ là mình xài luôn, ok luôn. Đấy thì bên em đang bán là 30.000 một cây nhá, 30.000 một cây. Con này thì chiều dài của nó, tổng chiều dài một cây này là 30 cm nhá. Đấy thì bên em đang bán cho bác là 30k một cây tô vít đóng nha. Ngoài chức năng xoáy thì nó có thể đóng luôn, đây nó có phần đóng này. Đấy, phần đóng nhá. Hàng này cũng của Kabushi Japan. Đấy, Kabushi Japan. À, đang bán cho bác là 30.000 một cây nhá. Hiện tại em đang có hai đầu là đầu cộng này và đầu trừ này. Đấy, đầu cộng và đầu trừ. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây tô vít đóng. Đấy, cây tô vít đóng nhá. Tô vít đóng thì đang có hai mã là cộng và trừ. Đây tô vít đóng này, tô vít đóng có cộng nha, có mã cộng và có mã trừ thì đang bán cho bác là một cây là 30k nhá. Đấy các bác cứ lấy cây nào thì cứ báo cho em, lấy cây cộng bên em nhà là bác cây cộng, lấy cây trừ bên em là bác cây trừ, và đang bán lẻ một cây là 30.000, và các bác có thể lấy theo cả đôi được, lấy được cả đôi là 60.000. Đấy mua về cả đôi về mình có cả cộng và trừ mình xài luôn. Cái phần đầu này nó có cả nam châm từ tính luôn này. Đấy có cả nam châm từ tính luôn nhá, có cả nam châm từ tính dùng rất là tiện luôn. Tô vít đóng nhá, một cây là 30.000, có hai đầu là đầu cộng và đầu trừ nhá. Lấy đầu nào thì các bác báo cho em thì em nhặt cho bác nhá. Thì em lên luôn cho bác mang nó cái cây súng mồi lửa này. Đấy, để về các bác tết nhất thắp hương thắp nến này, rồi là các bác về mồi lửa mồi bếp này, rất tiện dụng luôn mà giá nó rất là bình dân. Đấy em báo giá luôn, bên em đang bán một cái cây súng mồi lửa này nó chỉ có 20.000 thôi, 20k nhá, giá rất tốt luôn. Cứ lên mã thì em sẽ được cây súng mồi lửa nhá, 20k một cây. Cái cây này nó rất là dài, nó dài khoảng tầm 30 cm, nên là ví dụ những cái chỗ vị trí cao là các bác cầm các bác vẫn có thể với được này. Mà bình thường là các bác cứ hay dùng cái hộp quẹt đấy, các bác phải bật quẹt quẹt tay, nhiều khi là rất là đau tay, thì đặc biệt là các bác người già tay yếu khó bật quẹt lắm. Các bác dùng con này chưa, chỉ việc ấn cái ra lửa luôn, ấn cái ra lửa này, có phần chỉnh ga to nhỏ này, rồi là phần khóa cò này, rồi con này thì hết ga thì các bác có thể bơm lại nhá. Đây nó có cái lỗ bơm ga này, hết ga có thể bơm lại, còn trong này thì đã có sẵn ga, về các bác chỉ việc xài thôi. Đấy, nó rất là to tát nhá. Bình thường là các bác người già hay dùng những con máy lửa nó nhỏ nhỏ ấy, rất là khó tìm. Đấy nhưng con này các bác để lên bàn thờ to tát, dễ tìm dễ cầm. Đấy thiết kế chắc chắn an toàn, nó rất ok luôn nhá. Đấy bấm cái là ra, rất nhạy luôn, cứ bấm cái là ra lửa luôn này, quá ok, rất nhẹ nhàng tình cảm, dễ sử dụng nhá. Chỉ có 20.000 một cây thôi, lên mã giúp em sẽ là cây súng mồi lửa nhá. Các bác mua về đấy, tết nhất mình thắp hương thắp nến bàn thờ này, rồi là các bác mồi bếp mồi giáp các thứ này, mồi lửa này. Đấy, ok luôn, 20.000 một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho các bác mã hàng đó là cái cây đèn đội đầu cảm biến này. Đấy, các bác đi rừng đi rú đi thuyền đi ghe này. Đấy, đi đêm hôm chợ búa các thứ này, mình cầm cái cây đèn đội đầu thì các bác tham khảo ngay cho em sản phẩm này. Đấy một con đèn đội đầu cảm biến nhá, rất là hay luôn, cực kỳ sáng nhá, ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng rất là sáng luôn. Đấy và sản phẩm sẽ gồm có là một thân đèn đi kèm là một cái cộng dây cáp sạc nhá. Con này sử dụng cái nguồn là cái nguồn 5V. Đấy, nguồn 5V. Đấy, về các bác kiếm cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy, là các bác cắm vào cái cục sạc này các bác sạc thôi. Đây tổng quan con đèn này rất chắc chắn, phần đầu của nó sẽ là đầu thân nhôm nhá, đầu thân nhôm nên là nó cho ra cái hệ tản nhiệt rất là ok. Đấy, đây có thể cụp lên cụp xuống các kiểu này rất ok luôn. Đấy, đây nút bật tắt này. Đấy, bật tắt nhá. Đấy, có con này có thể chỉnh được pha nhá, chỉnh được pha thu vào và chỉnh được pha rộng ra nhá. Đây chỉnh pha thu vào này. Đấy, chỉnh pha rộng ra này, chỉnh pha rộng ra này. Đấy, chỉnh pha rộng ra, thu vào này, rộng ra này, rất ok luôn nhá. Đấy, rất là hay, vừa chỉnh pha các kiểu luôn. Đấy, rồi là ngoài chức năng là chỉnh pha thứ ra bật đèn bình thường, nó còn có cả cái chức năng cảm biến này. Các bác muốn bật chức năng cảm biến thì các bác bấm cái nút wifi cho em này. Đấy, đây các bác nhìn thấy vẫy tay cái đèn tắt này, vẫy tay cái đèn sáng này, vẫy tay cái đèn tắt này, vẫy tay cái đèn sáng, vẫy tay cái đèn tắt, vẫy tay cái đèn sáng nhá. Con này thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là con đèn đội đầu cảm biến hoặc là đèn đội đầu wifi đều được nhá. Đấy, đây có cả chế độ nháy cảnh báo SOS này. Đấy, nháy. Nói chung là cực kỳ sáng nha, và cái tầm chiếu xa nó cũng khá là xa đấy. Đây các bác nhìn này. Khi mà chụm vào này, đấy cái ánh sáng nó ra ánh sáng màu trắng này. Đấy, trắng xóa luôn nhá. Các bác soi cực kỳ sáng luôn. Pha rất là rộng này, đây pha quá ok luôn, cực kỳ ngon lành nhá. Đó, rồi tổng quan với con sản phẩm đèn đấy, dùng để chiếu sáng, dùng có chức năng cảm biến vẫy tay vẫy đồ các thứ rồi ok luôn. Giá bên em đang gửi bác thì hôm nay em cũng xả kho luôn cái mã này nhá. Bữa trước đang bán là 170.000,
Đèn đội đầu cảm biến nhá, lên mã em sẽ là đèn đội đầu cảm biến. Bữa trước đang bán là 180.000, nay em về cho bác một cái mức giá rất dễ mua luôn. Giá sẽ là đi 130.000 thôi. Giảm giá luôn, 130.000 để các bác dễ mua nhá, 130k cho mỗi con sản phẩm đèn đội đầu cảm biến nhá. Đèn đội cảm biến. Đấy, vẫy tay cái là bật và vẫy tay cái là tắt nhá. Các bác muốn bật chức năng cảm biến thì ấn nút wifi này. À, khi mà bật đèn thì cái con này là nó báo luôn cả cái phần trăm pin ở đây nhá. Đấy, hiện tại con này đang là 75% pin này. Đấy thì khi nào mà gần hết pin thì các bác chủ động bác sạc, nó cả có cả báo cái phần trăm pin luôn, rất tiện. Đây là cái phần cổng sạc nó này. À, một cái cổng sạc chân tai chi và một cái cổng USB là cái cổng lấy điện ra. Ví dụ như là điện thoại các bác hết pin thì mình có thể cắm vào đây để mình sạc dự phòng cho điện thoại ok. Đấy. Đây, phần dây đeo đội đầu rất chắc chắn nhá, dây đeo co giãn 4 chiều ok luôn. Đấy. Chắc chắn 130.000 đúng không nhá, 130k. Lên mã em sẽ con đèn đội đầu cảm biến, hôm nay em đang xả kho sản phẩm ấy, giá rất ok luôn. Sao thì em lên luôn cho bác mang, đó là cái giá đỡ điện thoại này. Lên mã em sẽ cái giá đỡ điện thoại nhá, giá đỡ điện thoại về các bác sử dụng, mình dùng để điện thoại đây mình coi này. Đấy, mình coi YouTube, mình coi điện thoại này. Đấy, thì các bác mua cái này về các bác để lên cho em nhá, rất là tiện dụng luôn. Con này thì cái phần đế nó sẽ là đế kim loại nha, đây đế chân sẽ là đế chân kim loại này. Đấy, đế chân và kim loại nên rất là nặng đầm. Đấy, và cái con này có thể là xoay 360 độ luôn. Đấy, xoay tròn 360 độ nhá. Và có thể là kéo cao lên cho thấp xuống, kéo cao lên cho thấp xuống để tùy nhu cầu các bác sử dụng nhá. Đấy, phần bản này có thể là gập giếc các kiểu này rất ok. Đấy, thì về các bác xài, các bác để điện thoại đây là các bác xài thôi, rất hay. Để ngang, để dọc điện thoại đều được dùng hết các nhá. Đấy, chỉnh cữ rồi là xoay tròn 360 luôn, rất ok. À, báo giá bác luôn nhá. Bữa trước thì cái sản phẩm này đang bán là 80.000, hôm nay em xả luôn bác, giá chỉ còn có 50.000 thôi. Lên mã em xem cái giá đỡ điện thoại nhá. Giá đỡ điện thoại chân đế bằng kim loại nhá. Đấy, hôm nay giảm luôn bác, chỉ còn có 50.000 một chiếc thôi nhá. 50k cho một chiếc giá đỡ điện thoại chân đế kim loại nhá. 50k. Đây con này nó rất là tiện, các bác để điện thoại lên rất hay. Đấy, mình có thể để ngang, để dọc các kiểu luôn. Đây các bác có thể để ngang nha này. Đấy, để ngang nha, các bác có thể để dọc nha. Đấy, và khi mà các bác để dọc ấy thì rất là hay là nó có một cái phần khe. Đấy, ví dụ các bác có thể vừa cắm sạc mà các bác vẫn vừa có thể là xem được điện thoại nhá. Đấy, mặc dù các bác để dọc điện thoại nhưng mà các bác có thể vừa cắm sạc vừa ấy được luôn, vừa cắm sạc vừa xem được điện thoại luôn, rất hay luôn. Đấy, điện thoại to nhỏ là con này chưa được hết luôn, cân được hết luôn, nó chịu tải rất là tốt, chịu tải là cả một cái con lát cái con máy tính bảng nặng luôn đúng không nhá. Đấy, nó rất là chắc chắn, ok luôn. 50k một chiếc nhá. Đấy, giá đỡ điện thoại chân đế và kim loại nhá, 50k trong chiếc, giá đỡ điện thoại chân đế kim loại nha. Sản phẩm tiếp theo đi em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con đuôi đèn điều khiển này. Đây bác sẽ cái cây đuôi đèn điều khiển nha, báo giá bác luôn. Nay em cũng xả kho luôn cái này nhá. Đuôi đèn điều khiển. Bữa trước sản phẩm này đang bán là đi 90k. Nay em về đây bác không mức giá dễ mua luôn là đã bao tiền nhỉ? 80.000 nhá, 80k cho một cái đuôi đèn điều khiển này, 80k thôi. Giá rất dễ mua. Đấy, bộ sản phẩm sẽ gồm có là cả pin biếc các thứ đầy đủ đi kèm luôn. Cái này thì cực kỳ dễ dàng lắp đặt, về các bác mà có sẵn cái đuôi ở nhà mình rồi ấy thì các bác mua ngay cho em cái đuôi này về, các bác lắp vô thế là xài ngon lành luôn. Đây nó sẽ gồm có là một cái đuôi này. Đấy, một cái đuôi. Đấy, đuôi nối tiếp vào đuôi nhá, và một cái tay điều khiển. Đấy, con này thì nó điều khiển khoảng cách khoảng tầm 20-25 mét là ok. Đấy, đây có nút bật tắt này, ngoài ra nó có cả chức năng hẹn giờ nhá. Đấy, các bác hẹn giờ thì ví dụ như là 15 phút này khi bật lên, mà hết 15 phút nó sẽ tắt này, 30 phút khi bật lên thì hết 30 phút nó sẽ tắt này. Đấy, và tương tự là 60 phút cũng như thế luôn. Đấy, thì về các bác tháo con nắp này ra, lắp cho em hai viên pin này các bác xài. Còn đây là cái đuôi đèn chính nhá. Đây là cả cái cục nguồn điều khiển nó thứ là nó trong hết, còn đây là các bác chỉ cầm cái tay điều khiển này các bác bấm thôi. Đấy thì về các bác có cái đuôi sẵn ở nhà mình rồi, các bác lắp vào cái đuôi sẵn nhà mình, sau đó là các bác ở cái đuôi này các bác lắp cho em quả bóng vào. Các bác cần điều khiển ấy thì các bác bấm vào là xài thôi. Đấy, bật tắt các kiểu luôn, rất ok. Cái này anh em cũng đang xài đang dùng ok lắm, em thấy ok. Đấy, bền chắc chắn mà tiện các bạn, nói chung là tiện, mình đi đâu đi lại mình cầm cái điều khiển mình bấm cái là xong, ok luôn, ngon lành nhá. Giá anh em đang gửi bác giá rất là tốt luôn, chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi đèn điều khiển nhá, 80k. Đây em test cho bác coi, nhà em đang xài này. Đây là coi nhà em đang xài con đèn 8 cánh này. Đây em bật cho bác coi nhá. Bật này, tắt này, bật này, tắt này. Đây, cái đuôi đèn nhà em đang xài đây. À, cái điều khiển nhà em đang bấm cái này em gắn tiện luôn tường cho nó tiện này. Tắt này, bật này, tắt này. Thì nó có cả cái chức năng hẹn giờ là bác dùng nhau dùng. Đấy, còn đây em chủ yếu là bấm và tắt thôi, hẹn giờ thì em không xài mấy. Đấy, đây, rất tiện dụng nhá. Đó, rất ok. Đấy, con này đang lắp con đèn 8 cánh luôn, rất ok luôn, rất tiện nha con nhá.
Nó đi về các bác lắp đặt là xài thôi. Cái này nó lắp đặt vừa dễ lắp đặt này mà nó rất là tiện nha các bác nhá. Rất là tiện, mình không cần phải dây dạo thứ gì lằng nhằng. Đấy. Có cái điều khiển này các bác bấm. Đấy, mình đi lại mình cứ cầm mình bấm là xong. Ok luôn. 80.000 một cái bộ đu điện điều khiển nhá. 80k. Dạ, bọn tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái này là cái đầu tưới cây tự động này. Lên mã sẽ cái bộ đầu tưới cây tự động nhá. Cái này rất là hay. Đấy. Các bác mua về sử dụng nhá. Thì đây, một bộ nó sẽ gồm có là một cái đầu này này, một cái đầu này. Đấy, đi kèm với lại cái van này nữa. Đấy thì về các bác lắp vào nhá. Lắp vào. Đây lắp đúng như này chưa? Đấy, nó có cái lỗ cắm này các bác cắm vào đây. Đấy, và cái phần này các bác cho cái chai nước vào đây. Các bác lấy cái chai nước nào được, các bác xoáy cho cái chai nước này vào này, xoáy cho em cái chai nước vào, xoáy vào đấy. Sau đó là các bác mở cái van này ra. Ở đây nó có cái van điều chỉnh nha. Cái van này là cái van điều chỉnh nước chứ. Van điều chỉnh áp nước nó ra nhiều ít thì các bác điều chỉnh ở cái van này. Còn là cái phần này là các bác lắp những cái chai nước, ví dụ chai Coca, chai Pepsi, chai chai to, chai lớn, chai chai Lavi. Cái này nó là cái gen phổ thông nhá. Những cái chai nước hiện nay ở thị trường là nó lắp vào được hết luôn. Đấy, rất ok luôn. Về các bác cắm trực tiếp vào đất này, sau đó bên trên này cái chai nước ở cái phần đít chai thì các bác cắm cho em mấy cái kim vào là các bác xài thôi, rất là hay luôn. Đó. Cái này là cái tưới cây nhỏ giọt các bác nhá. Đó thì các bác lên mã giúp em sẽ là cái vòi cái này là cái bộ vòi tưới cây nhỏ giọt nhá. Đấy, về các bác lắp vào cho các chai nước đây, các bác cắm đất và các bác điều chỉnh cái van này, nước nó sẽ ra theo nhu cầu nhá. Đặc biệt ví dụ các bác hay đi xa nhà hay đi công tác lâu ngày, các bác không để ở nhà chăm sóc cây cối được thì các bác mua cho em cái này về cắm trực tiếp với cái gốc cây. Đấy, bơm thêm ít nước vào cái chai nữa là các bác cắm xuống là các bác xài thôi. Nó ra nó rất là từ từ nhá. Mà nó lúc nào cây cối nó có nước nó cũng xanh tươi ok luôn. Đấy. Thì hôm nay em xả kho luôn cái mã này nhá. Em bán cả một lỗ 10 cái luôn nhá, không bán lẻ nhá, bán cả lỗ 10 cái luôn thì sẽ có giá là đi lên mã em sẽ cái combo 10 cái đầu tưới nhá, combo 10 đầu tưới thì sẽ có giá là đi 50.000 thôi các bác nhá. 50k cho một combo 10 đầu tưới cây tưới nhá. Đấy. Còn nếu mà các bác muốn mua lẻ, em cũng có bán lẻ bác luôn. Bán lẻ thì bên em đang bán lẻ một cái đầu tưới như này thì sẽ là 10.000. Còn các bác mua cả combo giá nó sẽ tốt hơn. Mua cả một combo 10 đầu như này chỉ có 50.000 thôi. Giá rất là tốt. Đấy, rất là hay. Đây. Các bác cùng xem một video thực tế về sản phẩm này. Đây nhá. Đây. Đó, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, đây các bác nhìn này. Người ta sẽ cho vào cái chai nước này nhá. Đấy, chai nước. Đấy, sau đó các bác mở cái van này ra. Mở cái van ra, các bác cắm đất này thì các bác sẽ điều chỉnh cái van nước nó sẽ ra từ nhá. Đấy, cái phần trên đít chai thì các bác đục cho em mấy cái lỗ nhá để nước nó ra nó sẽ đều hơn. Đấy, ok luôn đây các bác nhìn này. Đấy, nó nhỏ giọt từ từ nhá. Thì lúc nào cây nhà mình cũng có nước tưới. Đấy, cũng có nước chăm sóc được cây, rất là xanh tươi. Ok luôn. Dễ sử dụng mà rất là hay, thông minh nhá. À, một cái combo 10 cái đầu tưới nhà là 50.000 nhá. Thì nếu mà theo các bác nên lấy cả combo giá nó sẽ tốt hơn. Còn nếu mà các bác lấy một đầu thì sẽ có giá là 10.000. Một đầu tưới cây này là 10.000. Còn các bác lấy cả combo 10 đầu thì sẽ là 50.000 nhá. Đầu tưới cây nhỏ giọt nhá, đầu tưới cây nhỏ giọt. Rồi tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng đó là cái thước lỗ ban này. Thước lỗ ban thì hiện tại em đang có hai mã là thước này là thước 5m, à thước 7m này, một mã là thước 5m này, thì hiện tại đang có hai mã nhá. Hàng con này của hãng của Filter. Đấy, dòng này cực kỳ ok, về các bác đo đạc các thứ ok. Mặt sau đây sẽ có là lỗ ban này, mặt sau có lỗ ban, mặt trước rồi nhá, số to rõ ràng ok luôn. Đấy, rất ngon lành xịn sò. Đó thì các bác lên mã giúp cho em xem sản phẩm là cây thước lỗ ban nhá. Thước lỗ ban thì hiện tại đang có hai cỡ là một cỡ 5m thôi nhá, 5m và một cỡ 7m rưỡi. Tại vì em báo giá luôn, cỡ 5m thì em đang bán là 40k và cỡ 7m rưỡi đang bán cho bác là đi 50k nhá, 50k một cây thôi. Đấy, dòng thước lỗ ban nhiều bác rất hỏi cái thước này. Đấy, về các bác đo phong thủy thứ rồi. Đấy, vừa đo phong thủy vừa đo chiều dài chiều rộng ok luôn. Đấy, dòng thước của Filter kéo rất trơn tru này. Đấy, kéo rất trơn tru, kéo êm ru luôn nhá, không dít nào luôn. Đấy, thước vào phần phập luôn này, rất ok, chắc chắn lắm. Hàng hãng hàng Filter, Filter một trong
hương hiệu của Nhật đấy, chuyên về đồ kim khí, đồ cho anh em sửa chữa thợ thuyền rất là nổi tiếng rồi. Đấy. Con này là con 5m này. Đấy. Mặt sau có lỗ ban ok luôn. 5m giá 40k, 7m rưỡi giá 50k nhá. Đấy, thước lỗ ban luôn nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái lọ thuốc kiến này. Đấy, nhà bác nào nhiều kiến thì các bác tham khảo cho em con sản phẩm này, cực kỳ nhạy luôn. Đấy, thuốc chế phẩm thuốc kiến rán sinh học. Đấy, về bác nào có nhà có kiến rán ấy, các bác mua này cho em cái lọ này về. Giá bên em đang bán một cái lọ thuốc kiến này với giá là 10.000 nhá, 10.000. Còn nếu các bác lấy 3 lọ sẽ có giá là 20.000 thôi. Giá rất bình dân hạt rẻ luôn. Đây. Lên mã em sẽ là thuốc kiến nhá. 10k trên một lọ nhá, 10k một lọ. Lấy 3 lọ nhá, 3 lọ sẽ có giá là 20k thôi. 3 lọ là 20k, dùng rất là hay luôn. Đó, 3 lọ là 20.000. Cái này thì cam kết bác là diệt kiến 100% luôn. Bác nào mà nhà mà hết không hết kiến, giỏ có loại này mà không hết kiến thì hoàn tiền lại cho bác 100% cái về cái giá trị đơn hàng luôn, rất ok. Đấy. Các bác mua về cứ mua về giỏ đi em. Đấy, những chỗ nào nhiều kiến rán là các bác giỏ trực tiếp vào cái chỗ nào mà hang ấy, rồi đến những chỗ mà đường đi đối lại những chỗ nào nó hay tập trung nó ăn 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 mồn nữa thì các bác giỏ ngay cho em cái dung dịch này vào. Đấy, con này là toàn bộ từ sinh học, từ mật mía các thứ này, rồi là từ mật mía, mật ong, đường nhớ các thứ này. Đấy, thì các bác cứ đây này, nó có cách dùng là nhỏ 5-7 giọt vào đường đi hoặc ấy này, nơi trú ẩn của kiến rán này. Đấy, thì cái con này, cái hay của sản phẩm này là khi mà nó ăn ấy thì nó sẽ không chết ngay mà nó bắt đầu nó đi về tổ nhá. Nó đi về tổ và những cái con đồng bọn là nó thấy thơm thì nó sẽ lại tập trung nó bâu vào những cái con kia. Và nó bâu con kia thì nó sẽ lây lan ra một loạt cả một cái nó cả một cái hang ổ của nó luôn, là nó sẽ chết là chết hàng loạt và chết chết tận gốc, chết cả hang ổ luôn nhá. Thì rất hay. Cái này anh em dùng, nói chung là dùng là các bác ngày thứ nhất còn thấy kiến, đến ngày thứ hai là không thấy một con nào luôn, bóng dáng không thấy con nào luôn, mà nó diệt tận gốc luôn nhá, cực kỳ nhạy luôn. Đấy, thuốc diệt kiến rán nhau nhá. Một lọ là 10k, các bác lấy 3 lọ sẽ là 20.000 nhá. Đấy, 3 lọ là 20.000. Thả kho luôn các bác, đó là cái cây chổi lông xù các bác nhá. Lên mã em sẽ là cái cây chổi lông xù hoặc là cây chổi xanh. Cái này thì nó thiết kế là những cái sạng rợi cước này. Đấy, ví dụ như các bác mua về dùng để rửa xe này, rồi là rửa cọ quạt này, rồi là những cái phần khe kẽ ở nhà mình ấy, các bác dùng để các bác cho vào. Nó cái con này nó có cái phần đầu nhọn này, các bác cho vào nó lọt khe rất là thích luôn. Đấy. Đây để em xem có gì để em có cái khe để em cho vào em nhét cho bác coi nhìn hay lắm. Đây là các bác, đây em sẽ test bác coi này, ví dụ như là nhà các bác mà có những cái phần khe kẽ nó nhỏ nhỏ này một chút này. Đấy, các bác cho này vào này. Đấy, cho nó vào. Đấy, sau đó các bác lại kéo lại này. Đấy, nó rất là hay. Thì nó rất là sạch. Các bác cọ rửa những cái phần khe kẽ ở bàn ghế này, rồi là đồ dùng nhà mình này, rồi là rửa xe, rửa cỗ thứ à, các bác dùng cái cây này cho em rất hay. Và cái con này nó có thể uốn này. Đấy, nó có thể uốn cong đi, rất ok. Rồi là nó luồn lách những phần khe kẽ của cái đồ đạc các thứ nhà mình dùng để vệ sinh nhà cửa các thứ, ok cho em luôn. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây chổi lông xù nhá. Cây này nó dài khoảng tầm 40 cm nhá, dài khoảng tầm 40 cm, khá là dài, cầm hay lắm. Đấy. Hôm nay em xả kho cái mã này luôn. Cây chổi lông xù sẽ có giá bữa trước đang bán là 60.000. Hôm nay em xả kho bác một cái mức giá rất dễ mua. Lên mã em sẽ là chổi lông xù nhá, chổi lông xù màu xanh. Chổi lông xù màu xanh này, giá bữa trước đang bán là 60.000, nay em về cho bác một mức giá rất tốt luôn. 30k nhá, 30k trong cái cây chổi lông xù màu xanh này. Đấy, nó sẽ xù lông, những cái sợi cước nó sẽ xù ra. Các bác dùng để cọ rửa xe, bàn ghế, rồi là đồ dùng các thứ nhà mình. Đấy, chuẩn bị rửa ráy các thứ Tết nhất này, mua cây này về rất ok, những phần kẽ kẽ nó luồn vào. Đấy, nó luồn vào, các bác tuốt vài đường cái nó sạch bong luôn, rất hay nhá. 30k một cây chổi lông xù nhá, dài là 40 cm. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác hàng, đó là cái con máy sấy tóc này. Máy sấy tóc của hàng bãi Nhật nhá. Con này thì đây của thương hiệu Chaba này. Đấy, hàng bãi Nhật. Công suất của nó sẽ là 3.500W nhá, sử dụng là điện 220. Đấy, các bác mua về sấy đồ, sấy tóc nhà mình. Máy chạy cực kỳ khỏe, rất là êm luôn, và cái lượng hơi nóng ra rất là khỏe nhá. Đấy. Nó sẽ có hai công tắc nhá. Một công tắc chỉnh gió và một công tắc chỉnh nóng này. Một công tắc chỉnh gió, một công tắc chỉnh nóng nhá, cực kỳ ok luôn. Đấy, đây. Phần đầu này, phần đầu thổi ra này. Đấy, thì về các bác dùng tùy chỉnh thôi. Mình muốn gió nó mạnh thì các bác chỉnh công tắc này, mình muốn cái độ nóng nó ít nhiều thì các bác cứ bấm công tắc cho em là ok. Đấy, sử dụng nguồn sẽ là nguồn 220 nhá. Cắm trực tiếp vào nguồn 220 cho em là các bác xài thôi. Công suất 3.500W thì các bác dùng gia đình nói chung là rất là phù hợp. Nó không bị ít, nó không bị nhỏ quá nhá, và nó không bị lớn quá. Đấy, nhỏ quá thì các bác dùng không đủ xài, mà lớn quá thì mình dùng nó tốn điện. Đấy. Nói chung là 3.500W là các bác xài gia đình rất là hợp lý rồi. Giá thì hôm nay em cũng xả kho cái mã này luôn. Lên mã với em sẽ là sản phẩm là cái cây máy sấy tóc nhá. Máy sấy tóc. Máy sấy tóc này bữa trước bên em đang bán là 180.000. Hôm nay em về cho bác một cái mức giá rất dễ mua luôn. Chỉ còn có 130.000 thôi. 130k cho một cái máy sấy tóc nhá. 130k một chiếc. 130.000 cho con máy sấy tóc
công suất 3500W, sử dụng gia đình rất hợp lý. Đấy, độ nóng cao và lực gió ra rất là khỏe nhá. Máy chạy êm, ok luôn. Đấy, chắc cầm chắc tay, cầm chắc tay, hàng bãi cầm rất chắc tay nhá. Đấy, cầm chắc nghịch luôn. Đó. À, 130.000 một chiếc nhá, 130.000 cho một con máy xây tóc, hàng rất ok luôn. Đấy, cái này anh em cũng đang xài của tầm hơn 2 năm nay rồi. Dùng ok lắm. Đấy, 130.000 một cây nhá, máy xây tóc. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái dòng đũa Nhật để các bác chuẩn bị Tết Nhất này. Đấy, nhà mình Tết Nhất mình khách khứa nhiều thứ này, cỗ bàn nhiều. Đấy, các bác mua cho em cái vỉ đũa Nhật này về. Hôm nay thì cũng có mức giá tốt để các bác cái sản phẩm đũa Nhật này luôn. Bữa trước đang bán là 50.000 vỉ, hôm nay em xả kho bán ngay luôn. 50k em giảm luôn cho bác, giá chỉ còn có 30.000 thôi. 30k cho một cái vỉ đũa Nhật 10 đô luôn nhá. Đấy, một vỉ đũa Nhật 10 đô mà chỉ có 30.000, giá cực kỳ là tốt luôn. Một vỉ này là 10 đôi. Và chất liệu đũa này thì nó là dòng đũa sợi thủy tinh nhá. Đấy, nhiều bác hỏi là đũa này thì dùng ok không, thì em cam kết bác là dùng cực kỳ ok luôn. Em dùng nha, em cũng dùng khoảng tầm 3 năm nay rồi. Đấy, dùng rất ok, mà cái đợt trước là nó rất là đắt ấy. Đợt này nó về nó giá rất là tốt luôn đây. Đũa cực kỳ đẹp luôn này, chất liệu là sợi thủy tinh nhá. Các bác sử dụng không lo nó bị nấm mốc và không lo nó bị cong vênh. Đầu đũa thì có phần chống trơn trượt nhá. Các bác gặp ngắm miếng đùi là gấp là chống miếng đùi luôn, không lo trơn trượt nhá. Đấy, một vỉ là 10 đôi, dùng cực kỳ ok luôn. Đấy, các bác mua cho em khoảng tầm mỗi nhà mua tầm 5-7 vỉ về mình xài dịp Tết Nhất này, khách khứa nhiều, nhìn nó đồng bộ, nhìn nó đẹp này, sang trọng và lịch sự. Nói chung là đũa Nhật thì các bác yên tâm, uy tín chất lượng rồi. Yên tâm với em là các bác nhận hàng các bác cứ kiểm tra. Đấy, nói chung là cam kết bác là dòng này đũa Nhật xịn mà cầm chắc chắn mà ok, nói chung nó đẹp lắm. Nhìn cái vẻ đẹp bên ngoài, nhìn kiểu nó lịch sự, nhìn kiểu nó sang trọng ạ. Đấy. Đây. Dòng đũa sợi thủy tinh nhá, dùng yên tâm là không lo nấm mốc, không lo cong vênh. Đấy, nay xả khô luôn cho bác là chỉ có 30.000 một vỉ nhá. 30k một vỉ đũa Nhật 10 đôi. Đấy, giá tốt, bao giá thị trường luôn. Đấy, mua cho em khoảng tầm 5-7 vỉ mỗi nhà về, mình thay một loạt những hết cái đũa gỗ đi. Đũa gỗ đôi khi các bác dùng hay bị nấm mốc này, hay bị cong vênh cái thứ này, dùng rất là ảnh hưởng sức khỏe. Các bác chuyển sang dùng cái đũa này cho em, sạch sẽ, an toàn và ok. Sang trọng lịch sự, đẹp, chất lượng nhá. 30k một vỉ đũa Nhật 10 đôi nhá. 30.000 một vỉ thôi. Giá rất tốt luôn. Tiếp theo, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái bộ mũi khoan đa năng này. Lên mã em xem cái bộ mũi khoan đa năng. Hôm qua giảm cho bác 100.000, chốt liên tục luôn, chốt điên tòi tọi luôn mới nhá. Đấy, hôm nay tiếp tục hàng về nhá, lô mới luôn. Một bộ mũi khoan đa năng 5 mũi. Đấy, 5 mũi hàng bãi Nhật nhá, 5 mũi hàng bãi Nhật đây. 2 4 tổng là 5 mũi này, sẽ gồm có cho bác là 2 mũi 6 nhá, 2 mũi 6 này. Đây, 2 mũi 6 này, 2 mũi 6 là cái mũi khoan mà phổ thông khoan nhiều nhất này. Tiếp theo là một cái mũi 8 nhá, một mũi 8. Đấy, một mũi 8 này. Một mũi 10 và một mũi này sẽ là mũi 12, là mũi lớn nhất nhá. Mũi này là mũi 12 này. Đấy, phi 12. Đấy, sẽ gồm có tổng là 5 mũi nhá, 5 mũi. Đấy, đây. 6 này, 8 này, 10 này và 12. Đấy, vì em giá hiện tại đây em đang xả kho cực kỳ rẻ luôn, chỉ có 100.000 bộ thôi. Lên mã em sẽ cái bộ mũi khoan đa năng 5 mũi nhá, mũi khoan đa năng 5 mũi, 100k một cái bộ mũi khoan đa năng 5 mũi nha. Cái bộ mũi khoan đa năng 5 mũi này nó hay ở một cái điểm là cái phần đầu của nó là cái đầu nhọn, cái đầu tên lửa này, các bác nhìn này. Cái đầu tên lửa nên khi mà các bác khoan ấy, đặc biệt là các bác khoan những cái phần điều kiện môi trường là ví dụ như là nó trơn trượt như là gạch men các thứ rồi, những cái tường nó trơn. Mà đôi khi các bác dùng cái con mũi khoan tù ấy là không bao giờ là nó bắt vào ngay đâu, nhưng mà con này này các bác nhấp nhả và đều cho em là nó vào rất là ngọt luôn và nó vào đúng cái vị trí mà các bác đánh dấu luôn. Nên là hay ở cái điểm đấy là cái đầu tên lửa này, đây này. Đấy, khoan rất ok. Cái này em cũng đã dùng rồi. Mà đặc biệt là các bác khoan những cái chỗ tường trơn, đặc biệt là ví dụ như tường gạch men. Đấy, là cực kỳ ok luôn nhá. Đấy, nói chung là recommend các bác dùng cái con này. Cực kỳ ngon này luôn. Đó, bộ mũi khoan đang giảm giá sập sàn cho bác là chỉ 100.000 thôi. Bữa trước này em đang bán 150 đấy. Đợt này cuối năm xả kho cho bác dễ mua luôn. 6 8 10 12 5 mũi nhá, 100.000 một bộ các nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ thớt Đức này. Bộ thớt Đức nhá, bộ này cũng dùng nhà bếp thì cực kỳ ok luôn. Đấy, dòng thớt Đức hai mặt nhá, một mặt inox và một mặt nhựa. Kích thước của nó sẽ là 42 x 30. Báo giá công khai với các bác luôn là 210.000 thôi. 210.000 cho một con sản phẩm này. Con này thì các bác cầm yên tâm, nặng lắm. Nó phải nặng hơn 2 cân, nặng kinh khủng khiếp luôn. Nặng trịch luôn nhá. Đấy, nặng hơn 2 cân nhá. Nặng dã man luôn. Đấy. Hai mặt luôn nhá, một mặt inox này. Mặt sau là nhựa này. Đấy, mặt nhựa các bác dùng để thái trước các thứ này. Còn cái mặt inox này các bác băm chặt các thứ ok luôn này. Đấy. Logo Wailing này. Đây logo Wailing. Inox 304 nhá, Su 304. Đấy, made in Germany. Có phần quai sách này. Toàn bộ cái phần vỉa ngoài nó đều được bo một cái lớp nhựa nhá. Đấy, vừa chống sốc này, chống trơn trượt này. Các bác để lên cái phần mặt kính, mặt đá ở cái phần bếp nhà mình nó không lo nó bị trơn trượt nhá. Đấy, cái ma sát
cái ma sát của nó rất là tốt luôn, cái ma sát rất là tốt nhé, nó không bị xê dịch các bạn, vì nó ôm rất là chắc vào. Đấy. Và cái mặt inox này là nó thiết kế theo cái dạng là đây này, các bạn nhìn này, cái vân ngang vân dọc này, các bạn nhìn này, vân ngang vân dọc nhé, khi mà các bác sử dụng các bác xài nó không bị ấy, nó không bị trơn trượt nhé, bị trơn trượt. Đó, giá thì quá là hạt rẻ rồi, so với mọi năm thì cái mức giá này các bác rất dễ mua luôn. Bình thường em đang bán năm ngoái rồi, đang bán con này khoảng tầm 350.000 cho đến 370.000 con luôn. Đấy là đấy, nó về cái lô này giá nó rất là tốt, nó chỉ có 210.000 thôi. Đấy, và còn hai mặt luôn, hai mặt và kích thước rất là to, 42x30 nhá, các bác tưởng tượng là 42x30 nó rất là to. Đấy, to cực kỳ luôn, các bác chặt hái cái thứ giờ thoải mái, nhà tết nhất là lắm công việc đấy, mình chặt thái cỗ bàn nữa là con này thì quá ok luôn. Đấy, chỉ có 210.000 thôi, giá quá hạt rẻ. Bình thường các bác mua một chiếc thớt gỗ là nó đã rơi vào khoảng tầm, có những cái thớt đắt nó rơi khoảng tầm 500-600.000. Đấy, nhưng con này là thớt inox nhá, hai mặt luôn, thớt inox các bác dùng rất là sạch sẽ, yên tâm, không lo nấm mốc này, không lo nó bị cặn bẩn mùn miếc các thứ này. Đấy, các bác dùng thớt inox thì quá là sạch sẽ rồi. Đó, 210k nhá, 210k. Lên mã giúp em sẽ là thớt đức hai mặt nhá, kích thước là 42x30. Đấy, bao ship cho bác luôn, bao ship tận nhà bác luôn, giá cực kỳ tốt. Cho bác mang hàng đó là cái con thắt lưng. Đấy, hôm nay về mấy lô thắt lưng hàng Mỹ nhá, lô thắt lưng hàng Mỹ quá ok luôn. Hiện tại thì bên em về cho các bác được hai mã màu là mã màu nâu và mã màu đen. Đấy thì báo giá công khai bác luôn, giá hiện tại bên em đang bán là 180.000, thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là thắt lưng da bò của Mỹ. Đấy, thắt lưng da bò của Mỹ nhá, dòng này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, da thật 100% luôn, cam kết bác là ra thật 100%, và các bác cứ nhận hàng kiểm tra đốt lửa đốt liếc cho em thoải mái luôn. Đây, con này màu nâu rất đẹp này. Đấy, con này màu nâu, con đâu, con màu đen rồi nhỉ, đây con màu đen, đây đây con này con màu đen này. Mặt thì nói chung là quá là ok luôn, cái mặt này thì em lựa cái mặt này để nó dễ, các bác dễ sử dụng nhất, vì chủ yếu là tầm khách của em là toàn khách trung tuổi mà, nên là mặt này thì các bác rất là dễ dùng này. Đấy, mặt này nó không bị trẻ quá nhá. Đấy, nói chung là phù hợp với các bác trung niên. Đấy, và mặt này thì em báo luôn thì mặt này nó là con lăn nhá, mặt là con lăn. Cái con lăn này, hay của cái con lăn này là các bác không quan tâm là bụng to bụng nhỏ là các bác có thể đeo vừa hay không, mà các bác chỉnh cái con lăn này là nghĩa là bụng to bụng nhỏ là các bác đều có thể chỉnh hết nhá. Đấy, bụng to bụng nhỏ là các bác đều có thể chỉnh hết. Đấy, nên là các bác yên tâm là bụng to bụng nhỏ là con này nó sử dụng hết này. Đôi khi là ví dụ như là những cái lẫy này, đấy, những cái lẫy hoặc là những cái khuy ấy, các bác cài vào ấy là nó hay bị hụt. Ví dụ như bác nào bụng to quá thì có khi lại không tới, à nó lại bị thừa quá cái phần cái lẫy này, các bác không cài được, cuối cùng cũng không thể đeo được. Hoặc là những cái bác nào bụng nhỏ quá thì lại không tới. Đấy, không tới được cái phần khuy. Đấy, nên là rất là dở hơi. Đấy thì em sẽ nhập cho bác về cái mã con lăn này. Cái con lăn này thì nó lại là không, nó không, thực ra nó không quan tâm đến là bụng to nhỏ, đều đeo được hết nhá. Bụng to bụng nhỏ là đều đeo được hết luôn. Đấy, không quan trọng kích cỡ. Đó, nói luôn là không quan trọng kích cỡ luôn, nên nó rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Đấy thì con này là mặt con này là dây màu đen này, con này dây màu đen. Còn con này là dây màu nâu này. Đấy thì tại bên em đã có hai mã màu là màu nâu và màu đen, còn mặt thì nó giống nhau hết luôn. Đấy, mặt giống nhau hết luôn này. Mặt thì sáng choang như gương luôn nhá, soi gương luôn. Giá công khai sẽ là 180.000 một sợi nhá. Đấy, dòng thắt lưng da bò, lên mã em sẽ là thắt lưng da bò. Hàng của Mỹ này. Đây. Made in USA nhá. Hàng này thì 100% da thật luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra đốt lửa hơi lửa cho em thoải mái luôn nhá. Da thật 100%, cam kết bác luôn. Dùng cực kỳ ok. Cái này này, con này là em đang dùng chắc khoảng tầm là 2 năm nay rồi. Em dùng, chính bản thân em dùng khoảng tầm 2 năm nay rồi. Nói chung là hàng này nó về số lượng ít lắm, nó không về được nhiều đâu các bạn. Không về được nhiều đâu. Mỗi lần về chắc được vài chục cái thôi. Đó thì lên mã em sẽ là thắt lưng da bò nâu hoặc là đen nhá. Đấy, 180.000 một sợi này các bác nhá. 180.000 một sợi này. Hàng của Made in USA. Đấy, bao chất bao xài bác luôn đây. Made in USA này. Đấy, Made in USA nhá, quá uy tín luôn. Đó, thắt lưng da bò nâu màu đen 180.000 nhá. Thì các bác lấy màu nào thì cứ báo cho em nhá, để em nhặt cho bác màu đấy nhá. Đấy, 180.000 một sợi thôi. Giá quá hợp lý luôn. Tiếp theo thì về luôn cho bác mã hàng đó là cái con ví da khâu tay cũng của Mỹ nhá. Đấy, lên mã em sẽ cái ví da khâu tay. Đấy, có hai, cũng hai mã màu luôn, là màu nâu màu đen. Và em báo giá luôn, giá sẽ là 140k cho một cái sản phẩm ví da bò khâu tay nha. Đấy, hai màu, màu này là màu đen này. Đấy, màu đen đây. Màu đen đây các nhá. Con này thì 100% là hàng khâu tay, dùng cực kỳ ok luôn đây. Đấy. Nó khâu hết viền này, khâu hết viền. Đấy, khâu hết viền nhá. Da của nó thì cũng là da nguyên miếng luôn, Made in USA. Đó, thấy rõ không? Made in USA. Rất nhiều ngăn nhá, thoải mái các bác đựng luôn. Đấy, ngăn trong ngăn ngoài này, các bác đựng thẻ này, đựng căn cước công dân, đựng giấy tờ này. Bên trong là các bác đựng tiền nong. Có cả một cái ngăn khóa luôn nhá. Đấy, có cả một ngăn khóa luôn.
Hàng này em cũng dùng cùng với lại cái thắt lưng này kìa. Em cũng đang dùng cùng với thắt lưng này các bạn nhìn này. Da của nó nghiến miếng luôn nhá. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra đốt lửa hơi lửa cho em thoải mái luôn. Hàng cũng 100% da thật nhá. Con này là màu đen này. Hàng của nó là nguyên hộp luôn. Các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng này. Màu đen của đây em lấy cho bác, còn màu nâu. Nói chung là các bác mua con này về yên tâm về chất lượng đi. Em bảo hành cho bác về da luôn, bảo hành 2 năm cho bác về da luôn nhá. Nếu có vấn đề ví dụ da chóc, da nổ cho các bác trả lại luôn. Yên tâm đi. Đấy. Chuẩn chỉ 100% luôn. Đây, con này con màu nâu. Made in USA nhá, quá ok luôn. Cực kỳ xịn này. Đấy, phần viền này nó đều được là khâu tay hết nhá. Đấy, khâu tay bo chắc chắn chất lượng. Đây em lấy cái con ví của em đang xài này. Đây các bác nhớ, cái này là em dùng khoảng tầm 2 năm nay này. Cái này thì các bác yên tâm là càng dùng nó càng bóng. Đấy, hay của cái sản phẩm da xịn là các bác cứ càng dùng nó càng bóng mà nó càng đẹp đây này. Made in USA nó vẫn còn tem này. Đấy, thẻ thiết ngân hàng vẫn còn nguyên nhá. Vẫn ngon lành luôn. Đấy, rất nhiều ngăn các bác đựng thoải mái, ngăn thẻ rồi ngăn giấy tờ đầy đủ bác luôn. Đó đây. Khâu tay này. Đấy, càng dùng nó càng bóng nha các bác, nhìn bình thường này. Thì em không dùng này. Đấy, con này là mới không dùng thì nó không bóng lắm như con này này. Càng dùng nó càng bóng, nó càng đẹp luôn. Đấy. Hàng cứ bao chất bao xài bác luôn nhá. Hàng này thì hàng da thật 100% nên các bác yên tâm về chất lượng đi, dùng cực kỳ ok. Đấy. Nói chung là bỏ ra với cái số tiền chỉ có 140.000 thôi mà xài nó chất lượng thì các bác nên mua. Các bác nên mua. Đấy, con này là con màu đen. Con này là con màu nâu như các bác nhá. Đấy thì bên em đang bán đồng giá là hai mã này sẽ là 140.000 một cây nhá. Đấy, lên mã em sẽ là cái ví da khâu tay màu nâu màu đen nhá. Đấy, chỉ 140.000 thôi. Hàng bảo hành da cho bác luôn nhá. Bảo hành cho bác 2 năm về da luôn. Có vấn đề nổ niếc các thứ là bên em đổi bác luôn nhá. Đấy, vì cái sản phẩm này anh em cũng đã dùng và trải nghiệm rồi. Em thấy rất ok nên em nhập về để bán cho bác này. Made in USA này. Đấy, hàng thì số lượng có hạn, nó không có nhiều đâu. Đấy, hàng số lượng có hạn này. Đây này, có cả ngăn khóa, ngăn đồ các thứ đầy đủ hết luôn. Đấy, ngăn khóa để các bác cái ngăn trong này các bác đựng những cái tiền nong thứ này. Đấy, ok luôn nhá. Đó, cực kỳ nhiều ngăn các bác đựng thoải mái luôn. Đó. Ví da nhá. 140.000 một chiếc nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái bộ dao Gunbo Nhật 7 món nhá. Báo giá bác luôn là 750.000 một bộ này. Đấy, giá này là giá công khai và em nói luôn là bộ này là đối với cái giá này thì em bao giá thị trường luôn, cam kết là rẻ nhất thị trường, không có nhà ai bán rẻ như em. Nói luôn đấy. Bình thường là các bác cứ đi hỏi chán chê, hỏi thoải mái cho em đi. 1 triệu cho lên 900.000, nói thẳng luôn, không phải là có giá 750 đâu. Đấy. Lãi chút ít, lãi tình cảm với bác thôi. Nên là nhà em bán cho các bác với mức giá nó quá là ok luôn. Bộ này thì về các bác dùng thì quá ok rồi. Đấy, bác nào mà có điều kiện thì nói chung là nên mua những cái bộ như này. Đấy, hàng của thương hiệu Gunbo của Nhật nhá. Cực kỳ xịn luôn, mới keng beng luôn. Nguyên hộp, nguyên đai, nguyên kiện như này, mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho em. Đấy, đóng gói rất kỹ càng nhá, hộp đựng dao này. Đây là cái đế cài này, đóng cực kỳ cẩn thận luôn nhá. Đây. Con này đế cài của nó thì đế cài inox nhá, đế cài inox luôn. Quá xịn này, đóng gói kinh khiếp luôn. Đóng gói này, đóng gói. Đóng gói là không có gì phải chê cả các bạn. Đây là cái đế cài inox, cái đế nặng giá mà. Đây, logo Gunbo này, đây là cái đế cài nhá, đế cài này. Đó. Tiếp theo bên trong thì là dao, đây là cái hộp đựng dao này. Hộp đựng dao nặng trịch luôn. Giá mà. Đây nhá, sẽ có đầu tiên sẽ gồm là một cái cây kéo này. Một cây kéo này có logo Gunbo này. Đấy, một cây kéo sắc bén. Cây này các bác cắt gà vịt thịt xương cá mú thứ theo ok luôn. Đây. Đấy không? Quá ok luôn. Đây, đấy, rồi. Tiếp theo thì là một cái cây liếc mài này. Đây một cây liếc mài. Đây cây liếc mài, dao mà nhụt thì các bác cho đây các bác liếc qua cho em cái sắc luôn. Đấy, đây. Đấy, lúc nào dùng thì các bác bỏ luôn đây này. Đấy, cắm luôn đây này. Đây còn em bày đây để em quay cho bác coi. Con này thì là một cái con dao vừa lọc vừa thái này. Con này vừa lọc vừa thái nhá, con này vừa lọc vừa thái. Con này đây, logo Gunbo này. Logo Gunbo nhá, Joskin Japan này thấy không? Joskin Japan. Tay cầm làm vân chống nhân trượt này, hàng đúc liền thân luôn, cực kỳ sắc bén nhá. Tét dao ra coi luôn. Dòng Gunbo này các bác yên tâm về chất lượng đi, không cần phải nghĩ luôn. Các nhìn không? Dã man luôn, đây. Cái khủng khiếp luôn. Dã man luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra nhá, cẩn thận em nhá. Các bác cầm cũng cẩn thận nhá. Đấy, không phải chửi cái thằng bán dao, mẹ nó bán dao sắc thế. Đây, cái nhìn này. Kinh khủng khiếp luôn, dã man. Nói chung là bộ này em bán nhiều rồi, nhưng mà có cái là gần Tết em mới bán thôi chứ còn đợt giữa năm thì bán cho các bác thì thực ra các bác hơi
hơi ít mua nên là chủ yếu bên em bán cuối năm để các bác dùng Tết thôi. Đây con này còn hoa quả này, con này thì cũng không sắc không kém gì con kia luôn. Đấy, con hoa quả này thì cũng quá là sắc luôn. Các bác nhìn này, da nó phải như này, ấy kinh khủng khiếp luôn. Đấy. Rồi tiếp theo là một cái bé này, bé vừa chặt vừa thái này, rồi là vừa làm đủ các kiểu đây. Đấy, vừa chặt vừa thái vừa băm này, chặt nhẹ là ok. Đấy. Cái con này tay cầm thiết kế, cái phần tay cầm rất là to, cầm nó rất là vừa tay nhá. Đây dao thái tiết lắc coi, dao chặt nhá. Dao chặt này. Các bác nhìn dao chặt này. Kinh khủng khiếp. Dao chặt mà nó còn hơn cả dao thái luôn nhá. Dã man luôn này. Đấy, kinh. Đấy, con này là con chặt nhẹ này. Tiếp theo là một con chặt chuyên chặt nhá. Con này thì chuyên chặt rồi. Con này chuyên chặt, chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương, các bác dùng con này chưa? Đấy, con này thì rất là to. Con này rất to. Đấy, chặt gà, vịt, thịt xương đây. Tiết cho các bác con chặt này, các bác cũng choáng luôn này. Đây, còn những con chặt này. Con chặt tiết nó như này thì. Đấy, con chặt này. Đấy, thực ra dao chặt thì tiết giấy nó hơi khó, nhưng nói chung là nó đã khía được giấy này thì nó cũng rất là sắc rồi bạn. Đấy, rất là sắc rồi. Đấy, đây. Đường giấy đi rất ok luôn nhá. Đây, đấy, con này chuyên chặt thôi nhá. Đấy, tổng quan. Một bộ này sẽ gồm có là 7 món thôi nhá, 7 món này. Em đã đếm lại các con nhá. Đầu tiên là một cái giá đỡ này. Tiếp theo là một cái kéo là 2 này, một cái cây liếc mài là 3 này. Một con dao nhỏ con hoa quả là 4 này, một cái cây vừa lọc vừa thái là 5 này. Một cái cây chặt băm nhẹ là 6 này, một cái cây chuyên này chặt là 7 này. Đấy, tổng quan bộ dao Nhật 7 cây nha. Với mức giá thì rẻ vô cùng rẻ luôn. Nói chung là cái mức giá này bên em bao giá thị trường luôn. 750.000 bộ nhá, 750.000 bộ và em bao ship tận nhà bác luôn. Bao ship tận nhà bác luôn nhá. Đấy, ưu đãi bao ship tận nhà bác luôn. Chỉ có 750.000 trong một bộ dao Nhật 7 món nha. Để các bác tội gì các bác không mua. Test cho bác rồi, từng con dao một các thứ luôn. Liếc mài kéo cũng ok luôn nhá. Đấy, không gì chê về con này cả. Quá sắc bén, các bác dùng bộ này cho em. Nói chung là bác nào có điều kiện nên mua bộ như này. Dùng cực kỳ ok. Bền, chất lượng mà cái chất dao của nó thì không gì phải chê về dòng combo rồi. Quá ok luôn nhá. Đấy, 750.000 nhá, 750.000. Bao ship tận nhà luôn, 7 món. Đấy, có cả giá đỡ đầy đủ luôn. Về là các bác chỉ việc xài thôi. Không cần mua thêm gì cả, mình dùng là mình dắt luôn lên cái giá đỡ này. Nhìn nó rất là gọn gàng, nhìn cái căn bếp nhìn nó sang trọng lịch sự này. Đấy, dắt luôn lên đây cho em. Dùng đến đâu là mình lôi ra đấy, lúc nào dùng xong là mình rửa giấy mình dắt vào. Rất gọn gàng ok nhá, đây. Đấy, khi nào mà dắt vào nó sẽ nhảy. Quá đẹp luôn này. Đấy, dắt vào sẽ nhảy. Bóng sáng đẹp luôn. Chung là cực kỳ ok. Đây nhá. Đẹp ok luôn. Chỉ có 750.000 thôi. Bao ship đến tận nhà bác luôn. Bộ dao Nhật 7 món nhá. Đó, chốt đơn luôn các bác ơi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác nghe, đó là cái bộ dao của Đức nhá. Đấy, bác nào mà không thích dòng của Nhật thì có thể tham khảo dòng của Đức. Đấy, dòng của Đức thì nó rẻ hơn luôn. Nó chỉ có 670.000 một bộ thôi. Và bên em cũng sẽ bao ship cho bác luôn. Thì đây, bộ dao của Đức. Bộ này thì hàng của thương hiệu Winling. Đấy, logo hình hai thằng người. Thương hiệu này chắc là nhiều bác biết về cái thương hiệu này rồi. Rất là nổi tiếng rồi, chuyên về đồ nhà bếp của Đức thôi nha. Đấy, bộ này thì cũng nguyên hộp luôn. Đây, đổi ba con. Đấy, đóng gói cũng y như bộ kia luôn. Bộ này nói chung là của thằng Đức này, nó đang cạnh tranh trực tiếp với thằng Nhật mà. Đấy, hai thằng nó đang cạnh tranh trực tiếp với nhau. Đây, bộ này thì cũng đầy đủ, sẽ gồm có một cái giá đỡ này, cũng 7 món như bộ kia. Đấy, thì bác nào mà kinh tế nó gì, kinh tế nó gọi là thấp hơn một chút thì mình có thể tham khảo bộ này nhá. Đây, logo nổi Willing nha. Đấy, cũng inox 34 nhá, giá đỡ này. Tiếp theo thì đến cho bác là cái khay đựng dao này, đóng có hơn cả kỹ nhà ông Nhật luôn, dính giếc các kiểu đây. Đấy, đây là combo này, quá thể luôn đó. Rồi, đầu tiên thì đến luôn cho bác là một cái cây kéo này. Đấy, cây này thì cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương thì cực kỳ ngon này rồi. Đấy, đây logo Winling nhá, made in Germany này. Đấy, có logo dập chìm trên sản phẩm luôn, cực kỳ chất lượng. Con này là cái cây kéo cắt gà, cắt vịt, cắt thịt xương, cắt nhà bếp này. Tiếp theo thì là một cái cây liếc mài nhá, một cây liếc mài. Đây, cây này cây liếc mài quá ok luôn. Đấy, bác nào mà dao nhụt thì các bác lấy cái liếc qua một chút nhá. Đây, cắm luôn này. Đấy, cắm luôn đây. Tiếp theo thì là một cái cây dao thái, cái này thì cũng để chuyên để lọc và thái nhá, chuyên lọc thái. Chuyên lọc thái này, logo Willing này. Đấy, logo Willing. À, đây, made in gặp Money nhá, đầy đủ ngon lành luôn. Con này chuyên lọc thái nhá. Con này lọc thái thì cực kỳ chất lượng. À, cũng bao sắc ra luôn này. Các bác xem giấy này.
Đấy, con này thì không bị chê rồi, nhưng dòng Đức thì quá chất lượng luôn. Đấy, cực kỳ ok luôn nhá, đây. Dã man luôn. Đường giấy đi mịn mịn luôn, nhìn này, đường giấy đi mịn mịn luôn. Ok. Đấy, dắt về. Dùng xong các bác dắt đây. Cây này thì tiếp theo là một cái cây dao gọt hoa quả đây. Con này thì chuyên bác gọt hoa quả. Đấy, đây, chuyên bác gọt hoa quả này. Con này nhỏ nhỏ gọt hoa quả rất hợp lý luôn. Đó. Tiếp theo nữa thì là một cái cây dao chặt. Nói chung là bộ này thì nó cũng như kiểu bộ Đức thôi. À, bộ Nhật đúng không ạ? Đấy. Chặt thì nó sẽ có hai con, một con chặt nhẹ, một con chặt nặng nhá. Đấy, em quay nhanh bác luôn. Đây, con này là con này là con chặt. Con này con chặt nặng này, con này con chặt nhẹ này. Chặt nhẹ này nó sẽ mỏng một chút. Con chặt nặng nó dày hơn. Đấy, nói chung là hai con chặt, một con chặt nhẹ, một con chặt nặng, một con vừa băm vừa chặt này. Đây, đó. Logo Wailing à, cực kỳ xịn ngon lành nhá. Đó đây. Đấy, dùng xong rồi các bác cho vào cái giá nha. Đấy. Tổng quan bộ sản phẩm đây, bộ này thì sẽ có giá là 670.000 thôi. 670.000 và cũng bao ship cho bác tận nhà luôn. Có đầy đủ cả giá đỡ thứ đầy đủ luôn. Để về các bác sử dụng nhá. Đây em bày ra đây một lần nữa nhá. Các bác coi từng món một luôn này. Đấy, quá uy tín luôn. Đây nhá. Sẽ gồm có các bác là một cái giá đỡ này. Một cây kéo cắt và gà thịt xương cắt nhà bếp này. Một cái cây lước mài này, một con dao gọt hoa quả này, một cái con dao lọc thái này. Một con chặt nhẹ này, một con chuyên để chặt này, chặt nặng, chặt xương, chặt gà, vịt các thứ ok này. Đấy, tổng quan bộ này cũng 7 món, cũng như cục bộ Nhật luôn, bộ này cạnh tranh trực tiếp với bộ Gunbo Nhật này. Đấy. Thì bộ này sẽ có giá là 670.000 nhá, 670.000 cho một cái bộ dao Đức 7 món nha. Và bên em cũng bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy thì các bác tham khảo ưng cái bộ nào thì các bác có thể chốt nhá. Đấy, em báo giá lại lần nữa thì bộ Nhật thì sẽ có giá là 750.000 và bao ship nhá. Còn bộ của Đức thì sẽ có giá là 670.000. Đấy thì các bác cứ cân đối xem ưng cái bộ nào thì cứ báo nha. Thì nhà em sẽ chốt cho bác nhá. Đấy, bộ Đức 670, bộ Nhật 750. Đó. Và tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang đó là cây kéo văn phòng, lên mã CK cây kéo văn phòng thì em báo giá luôn. Đấy, hàng con này hàng của Asaka Japan, lên mã CK cây kéo văn phòng. Kéo văn phòng thì giá bình dân thôi, chỉ có là đi 30k nhá, 30k cho một cây kéo văn phòng này, 30.000 một cây. Cái cây này thì các bác cắt rất là ngọt ngào. Đấy, mua về cho các cháu nhà mình cắt giấy cắt tờ này, rồi các bác mua về. Đấy, cắt giấy, cắt bưu thiếp, cắt giấy tờ rất ok. Chuyên dùng để dùng cho các bác văn phòng nhá, chuyên dùng cho các bác văn phòng. Đấy, phần lưỡi kéo nó rất là dài. Đấy, đây. Asaka Japan chữ dập chìm thân này. Đấy, dòng thép SK5 nhá. Cắt thì cứ bao sắt, bao xài bác đi. Đấy, cắt cực kỳ ok đây. Các bác nhìn cắt này. Đấy, thấy không? Cắt rất ngọt nhá. Đấy, đặc biệt là bác làm văn phòng cắt giấy tờ các thứ bìa bổng là ok luôn này. Rất ngọt ngào nhá. Đấy, thấy không? Quá ok luôn. Đấy. Ngon lành cái nào luôn nhá. Đó. Lên mã em sẽ mở mấy cái cây kéo văn phòng nhá. Bên em đang gửi bác là 30.000 một cây nha. 30k cho một cây kéo văn phòng nha, hàng của Asaka Japan, hàng này hàng mới nguyên vỉ luôn nhá, mới nguyên vỉ luôn, cực kỳ ok luôn đấy, đấy 30.000 một cây. Tiếp theo đó là cái mã bóng đèn 3W nhá, tiếp tục về số lượng lớn để phục vụ các bác này. Đây, sản phẩm này thì sẽ có công suất là 3W nhá, và ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng, sử dụng điện sẽ là điện 220 và cái đuôi của nó sẽ là cái đuôi xoáy phổ thông nhá. Đấy, sử dụng dòng chip LED siêu sáng rất là tiết kiệm điện. Các bác dùng những cái con bóng đèn 3W này thì cái công suất nó rất là nhỏ nên là cái tiền điện nó hết rất là ít các bạn. Nên là phù hợp các bác, ví dụ các bác lắp ở ngoài cổng này, mình có thể lắp ở chỗ cầu thang, đường đi lối lại, nhà vệ sinh, lắp những khu vực mà không cần quá nhiều ánh sáng, mình cần ít cái ánh sáng thôi. Đấy, gọi là có bóng đèn thôi là ok, là các bác xài con này cho em rất hợp lý này. Đấy. Công suất rất là nhỏ nên là tiêu thụ lượng điện năng rất là ít, là nên các bác xài rất là tiết kiệm điện nhá. Công suất 3W thôi nhưng mà cũng khá là sáng đấy các bạn. Đây em sẽ cắm test bác con này. Khá là sáng lắm nhá. Đấy. Đây đang lỏng ổ điện này. Đây em cắm test bác nhá. Nó khá là sáng lắm, 3W thôi nhưng mà rất là sáng. Đây. Đây các nhá. Đấy, 3W thôi nhưng mà cũng rất là sáng đấy. Đó thì ở đây. Đấy. Nó khá là sáng các nhá. Đó, về nói chung là phù hợp các bác sử dụng lắp đặt nhiều vị trí khác nhau nhá, mà cái công suất nhỏ tiết kiệm điện. Đó thì em hôm nay em báo cái giá xả luôn này. Bữa trước quả này đang bán là 15.000 một quả nhá. Hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là bóng đèn 3W nhá. Giá của nó sẽ là đi 5.000 một quả nhá. Chỉ có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5k một quả bóng đèn 3W này.
Đấy, 5.000 một quả bóng đèn 3W nhé, chỉ có 5.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy, thì chắc là cũng nhiều bác quan tâm đến cái đuôi đèn mà em đang xài nhá. Thì đây, cái đuôi này, này em giới thiệu luôn. Đấy, cái đuôi này về các bác xoay bóng rồi này. Và các bác có thể bẻ ngang, bẻ dọc, bẻ các hướng các kiểu này. Và các bác có thể bật công tắc lò xo ở đây luôn. À, bật cái công tắc bật tắt đây luôn, rất tiện dụng nhá. Đấy, đây, rất tiện dụng luôn này. Thì cái đuôi này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 30.000 một cái. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo nhá. Thì các bác có thể mua kèm thêm. Cái này đuôi này khá là hay. Mình có thể là di chuyển di động, mang đi mọi chỗ mọi nơi. Các bác thích dùng ở đâu thì các bác cắm vào đấy. Nó rất là tiện lợi, di động mọi chỗ mọi nơi. Và ở đây nó tích hợp cả công tắc bật tắt đi luôn này, nên là rất là tiện nhá. Đó thì lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo nhá, đuôi lò xo. Giá của nó sẽ là đi 30k nhá. 30.000 một cái đuôi lò xo này. Đấy, 30.000 một cái. Đó, rất tiện dụng nhá. Chỉ việc cắm điện vào này, lắp bóng đèn vào, bật công tắc cái là lên, lúc nào dùng các bác tắt đi. Đấy, còn đây là cái ánh sáng thực tế của con 3W, nó cũng khá là sáng đấy. Đó, rồi. Bóng đèn 3W là đang xả là chỉ còn có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5.000 một quả nhá. Các bác không nghe nhầm đâu, 5.000 một quả nha. Còn cái đuôi đèn lò xo này là 30.000. Vâng, tí thì chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Đấy thì cái dòng mũ và thắt lưng thì hàng mới shop tiếp tục lại vừa về xong cập bến nhá. Đấy, hàng nóng hổi vừa về xong. Quay luôn lên báo giá cho bác luôn. Đấy, thì bác nào có nhu cầu về cái mã hàng này thì vui lòng liên hệ trực tiếp em nhá. Số điện thoại thì em đang để trực tiếp ở trên mình. Các bác gọi điện trực tiếp để em tư vấn và chốt đơn hàng. Đấy, dòng thắt lưng và thắt lưng dù quân đội Mỹ và mũ của Mỹ nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, em sẽ đi vào quay chi tiết và báo giá. À, cái này em báo giá luôn nhá, báo giá luôn cho bác biết luôn này. Đấy, thì bên em sẽ bán đồng giá luôn là mũ và thắt lưng là bán đồng giá luôn là cứ 60.000 một cái, 60k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng dù của Mỹ nhá. Giá sẽ là 60.000 và mũ này bên em cũng đang bán đồng giá luôn với bác là 60k luôn. 60k. Đấy, mũ cũng 60, thắt lưng cũng 60 luôn. Đấy, thì các bác thích cái phong cách quân đội này. Đấy, phong cách kiểu dạng ngầu ngã quân đội này. Đấy, kiểu dạng chất này thì các bác mua trong cái combo này, quá đẹp luôn. Đấy, đây là mũ nhá. Đấy, mũ dàn di cực kỳ đẹp. USA này. Đó, quá xịn luôn. Chất liệu 100% là cốt tông. Có phần vải lưới này, vải lưới các bác đội rất là thoáng đầu luôn nhá. Và có cái phần điều chỉnh đầu, cái cỡ đầu của bác nhá. Đấy, thì các bác về xem cỡ đầu mình như thế nào thì các bác điều chỉnh bằng cái miếng này. Đấy, nó có thể thu ra, thu nó kiểu cho thu vào và cho to ra được các bác nhá. Đó là điều chỉnh vòng đầu. Mũ thì lên form đội rất đẹp luôn. Đấy, mũ dàn di rất chất lượng nhá. Đấy, xào siêu thứ ok ngon lành luôn. Đường kim mũ chỉ rất nét, rất đẹp nhá. Mũ dàn di Mỹ, con này các bác đội thì cực kỳ chất lượng rồi, rất đẹp. Đó. À, giá là 60.000 nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di đang gửi bác là 60.000. Ngoài ra thì đó là dòng thắt lưng. Thắt lưng dù quân đội này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây. Nay hàng tiếp tục về, hàng cũng nguyên nguyên bịch nguyên túi mới căng luôn. Quá chất lượng gửi bác luôn nhá. Con này thì bên em cũng đang bán đồng giá luôn là 60.000. Đấy, các bác lấy cái nào được báo nhá. Đây, dòng thắt lưng của quân đội US này. Đấy, 1966 này, rất chất lượng luôn nhá. Con này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi. Riêng cái dòng này thì niên hạn em bảo hành cho bác 10 năm luôn, dùng không bao giờ lo hỏng nhá. Vì cái dòng dù này nó quá là bền, nó không có gì hỏng các bạn. Nó siêu bền luôn. Đây các bác nhìn này. Dù rất dày mà nó bện đẹp cực kỳ luôn. Đấy, và cái phần đầu này bọc một cái lớp da để khi mà các bác xài nó không lo nó bị bung hay nó bị xù cái phần dù ra. Phần mặt thắt lưng này cũng rất đẹp luôn, mặt là mặt kim loại nhá. Và cái phần khóa lẫy cài, khóa cũng rất là dễ dàng sử dụng, rất dễ mở, dễ đóng nhá. Thì các bác chỉ việc là xỏ dây thắt lưng vào này. Đấy, mở cái này ra, xỏ dây thắt lưng vào. Đấy, và các bác điều chỉnh cỡ, sập cái này xuống, thế là xong. Đấy, các bác giật cho em thoải mái luôn. Giật thoải mái luôn nhá. Cực kỳ chắc chắn và lúc nào các bác không dùng nữa các bác tháo ra, mở em ra, thế là xong. Rất ok, thao tác rất nhanh gọn mà rất dễ dàng sử dụng nhá. Mà lại còn chắc chắn, đẹp, bền các bạn. Đấy, nói chung là đúng chất là ngon, bổ rẻ và bền luôn đấy, bền bỉ. Hàng của Mỹ thì yên tâm về chất lượng rồi. Đó thì thắt lưng dù này thì thắt lưng dù dàn di của Mỹ nhá. Bên em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái, còn mũ thì cũng là 60 luôn. Đấy, các bác cứ lấy cái nào thì báo cho em hoặc các bác có thể lấy cả đôi này về xài được. Đấy, mũ là 60, thắt lưng 60 nhá. Rồi, qua nhanh với mã hàng tiếp theo. Tiếp theo thì một cái sản phẩm cũng rất nhiều bác mong đợi, đó là cái ổ hẹn giờ nhá. Ổ hẹn giờ đây em báo giá luôn này. Bên em đang gửi bác một cái ổ hẹn giờ là 50.000 một ổ nhá. Đấy, 50k. Một cái ổ điện hẹn giờ này. Đấy, 50k nhá. Đấy, nó gọi là cái ổ nguồn hẹn giờ. Đấy, ổ nguồn. Và có chức năng là hẹn giờ nhá. Và nó khi mà hết cái giờ đấy là tự động sẽ tắt. Thì đây. Cái này thì về các bác dùng nó nhiều thiết bị, ví dụ như là các bác sạc những cái bình ắc quy đời cũ ấy thì nó không có chế độ tự ngắt ấy.
thì các bác có thể dùng cái ổ này để các bác cắm vào, sau đó là các bác bấm thời gian này. Ở đây nó sẽ có là 12 tiếng này, 8 tiếng này, 4 tiếng này. Thì rất là ok nhá. Về các bác sử dụng để các bác hẹn giờ, để khi mà nó hết cái giờ đã tự động ngắt nhá. Thứ nhất là nó an toàn, không gây cháy nổ này, không gây chập cháy này. Đấy, ví dụ các bác có sạc bình ắc quy nhiều khi là, hoặc là các thứ rồi các bác để mà chẳng may là các bác để nó quá giờ, nó nóng có thứ giờ là nó rất hay bị chập cháy, bị nổ nhá. Thì con này rất là dễ xài thôi. Một cái đầu nguồn này các bác cắm trực tiếp vào trong cái nguồn điện 220 cho em. Đấy đi, và các bác còn cái nguồn còn lại các bác kết nối với lại cái nguồn mà các bác cần xài. Đấy, sau đó là các bác bấm nút cho em. Đấy, bấm nút đầu tiên nó sẽ lên là số 4 này. Bấm nút số 2 nó sẽ lên là số 8, thì nó sẽ hiển thị cái đèn ở số 8 này. Bấm một lần nữa này, nó sẽ hiện lên số 12. Thì hiển thị là trên số 12, tức là tương đương với lại 12 tiếng nhá. 4 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng nhá các bác nhá. Và các bác bấm một lần nữa thì nó sẽ ra điện liên tục luôn. Cái này thì nó, nếu mà nó sáng ba cái đèn này thì là điện sẽ vào liên tục nhá, không tự ngắt. Còn nếu mà các bác bấm mà nó chỉ hiện một số này, hiện một cái đèn ở từng số một, thì là hiện tại là đang ở cái số đấy, là trong bằng đấy giờ, là nó sẽ tự động nó tắt đi nhá, tự động nó sẽ ngắt cái nguồn điện nha các bác nhá, tự động ngắt nguồn điện. Đấy, thì về cái này nó xài cho khá là nhiều thiết bị khác nhau luôn. Đấy, đây cái giấy hướng dẫn sử dụng của nó này. Hàng này thì cái công suất tối đa để mà khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này thì từ 500W trở về nhá. Đấy, các thiết bị điện từ 500W trở về là các bác xài ok. Còn nếu mà trên 500W mà xảy ra tình trạng cháy nổ thì bên em chịu nhé, không bảo hành cho bác đâu. Còn ví dụ như là các bác cắm các thiết bị là từ 500W là hoạt động thoải mái luôn. Nói chung là nó nếu mà các bác xài gia đình thì cũng không có quá nhiều thiết bị nào mà nó quá 500W đâu mà. Đấy, những cái thiết bị mà gia dụng như là quạt quậy các thứ giờ thì nó thường chỉ tầm vài chục watt cho đến 100W thôi, chứ không có nào lên đến 500W, trừ khi là các bác xài những cái dạng bếp từ hoặc là nồi cơm thì chịu. Đấy, còn ví dụ như các bác xài những cái sạc bình các thứ giờ hoặc quạt quậy thì cũng thoải mái quá nhá. Đấy, từ 500W trở về nhá. Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 50.000 một cái ổ nguồn hẹn giờ này. Các bác cứ lên mãi em sẽ là ổ nguồn hẹn giờ. Hẹn được là 4 tiếng này, 8 tiếng và 12 tiếng nhá. Đấy, sau những cái giờ này thì các bác bấm ở giờ nào nó sẽ sáng giờ đấy và tự động sẽ ngắt đi nhá. Đây là rắc nguồn vào, đây là rắc nguồn ra, và đây là cái nút bấm ở trên thân của nó, rất ok luôn. Cái này thì bên em đợt vừa rồi em bán cực kỳ nhiều và cháy hàng luôn đấy, và lâu lắm nó hàng có hàng trở lại này. Đây nó có cái đồng hồ hẹn giờ em. Đấy, 50k một cái nhá. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là cái ổ hẹn giờ. Đấy, đang gửi bác là 50.000 một cái ổ điện hẹn giờ nhá, 50.000 một cái. Đây, kính lúp hàng vừa về để phục vụ các bác này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là kính lúp có đèn báo nhá, kính lúp có đèn báo em báo giá luôn. 50.000 một cái kính lúp nha. Đấy, chỉ có 50.000 một cái thôi. Đấy, thì con này nó sẽ có tích hợp cả cái đèn báo. Thì về khi mà các bác muốn xài cái đèn báo này thì về các bác lắp cho em là 3 viên pin nhá. Nhớ giúp em là 3 viên pin con thỏ, cái pin cái pin 1.5V 3 chữ A, các bác lắp cho em 3 viên pin vào nhá. Đấy, 3 viên pin vào. Đấy là các bác xài thôi. Cái này thì bên em bán chỉ có nguyên kính không nhá, không có kèm pin đâu. Thì về các bác tự mua pin lắp vào. Cái giá này là giá chỉ có nguyên kính không thôi, không kèm pin. Đấy, nhớ giúp em là chỉ nguyên kính không, không kèm pin nhá. Đấy, tránh tình trạng là đến nơi các bác bảo là không thấy pin đâu. Thì em báo luôn là bán chỉ có nguyên kính không thôi, giá của nó sẽ là 50.000. Thì đây nó có đèn báo chợ sáng này, đó thấy không, nó có cả một cái đèn chợ sáng. Đấy, ở đây nó công tắc nhá, lúc nào mà các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì các bác tắt đi, rất ok luôn. Đấy, rất tiện dụng là nó có tích hợp cả cái công tắc ở đây. Đấy, con này là nó có cả hai đèn luôn, hai kính luôn, một kính nhỏ này và một kính to này, và kính này thì nhìn cực kỳ rõ luôn. Đây để em soi bác coi này. Đấy, kính nhìn rõ lắm. Đây này, đó, kính nhìn rõ cực kỳ luôn. Đây để em test cho bác coi nhá. Cái này nó phải lấy nét ở cái điện thoại cơ. Đấy, lấy nét ở cái điện thoại cơ thì nhìn nó mới ok được. Cái này là do cái điện thoại, chứ còn bình thường các bác nhìn ở mắt ngoài là rất là rõ luôn đấy. Đấy. Đây em sẽ test cho bác coi này. Đấy, đây. Dí với cái là nét cứng luôn nhá. Đó, đây bỏ ra tái chữ nhỏ tí này. Đó đây không, nét ok luôn. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng các nhá. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng. Và con này rất là hay, nó có cái đèn báo này, em tắt đi này. Cái đèn chợ sáng này, tay cái tối om nhá, bật lên cái này. Đấy, đấy, khi mà ví dụ như những cái lúc mà trời tối các bác muốn soi chét những cái đồ các thứ của mình. Đấy là nó có một thêm những cái đèn chợ sáng này, ba đèn luôn. Là nó hỗ trợ các bác soi sáng các thứ giờ để các bác soi cái kính lúp này vào rất ok. Đấy, soi vào những cái đồ vật thiết bị thứ nhà mình là rất ok luôn.
Giá thì em báo giá luôn 50k nhá, 50k thì vẫn giá bình ổn bác luôn, từ bữa trước đến giờ đấy, vẫn là 50.000 nhá. Lên mã em sẽ là kính lúp có đèn trợ sáng nhá, kính lúp có đèn trợ sáng thì giá sẽ là 50k. Và em báo luôn là kính này là giá này là không có kèm pin nhá, về là các bác tự mua pin lắp nhá, còn bên em bán là chỉ nguyên kính không thôi, là 50.000 cho một chiếc kính lúp nhá, có đèn trợ sáng nhá, và hai kính này luôn, hai kính, một kính to kính nhỏ luôn, là 50k một chiếc nhá, kính lúp có đèn báo.